Hi, chào minasan, oizaimasu. Chào tất cả các bạn và cảm ơn mọi người vì ngày hôm nay đã dành ra thời gian để chúng ta đến với buổi talk show của ngày hôm nay. Và ngày hôm nay buổi talk show dành ra cho tất cả các bạn là chúng ta là thực tập sinh, du học sinh hay là chúng ta đang ở bên Nhật. Và khi mà chúng ta muốn trở về và chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị những gì. Và bật mí cho mọi người biết rằng là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay là một trong những thực tập sinh giàn giáo ở Tokyo. Và bạn ấy sau khi trở về Việt Nam thì cái mức lương đầu tiên ngay sau khi trở về có thể có được một công việc tại Việt Nam là khoảng tầm 800 đô, tương đương với lại tỷ giá bây giờ nó khoảng tầm là 20 triệu. Và hiện tại cái mức thu nhập của bạn là 28 triệu rồi mọi người nhá. Và đây là một trong những bạn là thực tập sinh cũng giống như bao các bạn khác và cũng giống như là mọi người. Thì làm cách nào để chúng ta có thể có được cái mức thu nhập nhiều như thế? Và chúng ta phải vượt qua được những cảnh gì và chúng ta cần phải chuẩn bị gì để cho ngày trở về? Và có một câu nói mà Sensei rất là thích, đấy chính là chúng ta thất bại trong chuẩn bị thì tức là chúng ta đang chuẩn bị cho thất bại. Nếu như mà chúng ta không có một cái sự chuẩn bị đủ kỹ hay chúng ta không có một cái sự chuẩn bị đầy đầy đủ thì kiểu gì chăng nữa, sau khi mà chúng ta thực hành hay chúng ta đi về nước hay là chúng ta làm bất kỳ một công việc gì đó chứ chăng nữa thì chúng ta cũng sẽ đều gặp thất bại cả thôi. Vậy mà cuộc đời của chúng ta nó rất là quan trọng, tương lai của một người nó còn quan trọng hơn. Vậy mà sẽ muốn là tất cả chúng ta ngày hôm nay trong cái buổi talk show này chúng ta sẽ biết rằng là mình sẽ cần thiết phải chuẩn bị gì cho cái mục tiêu, cho cái kế hoạch tương lai của mình các bạn nhá. Hãy chào Sensei mặc áo sơ mi trắng đẹp thế, cảm ơn cô Trà rất là nhiều. Tối Uyên em chào Sensei ạ. Hãy chào Tối Uyên. Nguyễn Hằng em chào Sensei, hóng live stream của Sensei từ sáng. Cảm ơn em rất là nhiều vì ngày hôm nay đã dành ra thời gian để đón xem live stream ngày hôm nay. Ok, Nguyễn Lê Công Phú, Sensei này đẹp trai giữa ta ơi. Hay, ok, và ngày hôm nay thì nó là một trong những cái dịp rất là đặc biệt. Và ngày hôm nay Sensei cũng có khách mời. Thế nên là mình là chủ nhà thì mình cũng cố gắng lịch sự một chút để cho khách mời cảm thấy là mình đang được tôn trọng, đúng không mọi người? Hay. Tạ Cúc em chào thầy ạ. Cúc đang được hết hạn nghĩa vụ quân sự rồi đúng không em? Phạm Khánh, Sensei quá đẹp quá. Chắc là mỗi ngày Sensei mặc áo sơ mi bình thường nên mọi người không nhìn thấy rõ được cái chân dung và tướng mạo của Sensei. Nhưng ngày hôm nay thì áo sơ mi trắng, đúng không? Giống như trong truyền thuyết của ngày xưa. Xoái cả. Ok. Rồi và có thể là một số bạn chúng ta vào đằng sau chúng ta không nghe được cái câu chuyện vừa nãy Sensei nói. Và bây giờ thì sóng và mọi thứ nó đã ổn định lại rồi. Và trước khi mà bắt đầu cái buổi live stream của ngày hôm nay thì Sensei chưa có bật mí khách mời vội. Và Sensei chỉ nói qua về khách mời của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là một bạn. Và bạn ấy là đi theo thực tập sinh của giàn giáo cũng là 3 năm. Sau đó khi mà trở về thì ngay đầu tiên cái công việc của bạn làm đã có một cái mức lương tối thiểu đó là 800 đô từ cái thời điểm là đầu tiên, đó là thử việc mọi người nhá. Và 800 đô tương đương khoảng tầm 20 triệu đồng của Việt Nam, đó là một trong những cái khoảng mức lương rất là lớn mà bất kỳ chúng ta cũng đều nghĩ rằng là có một cái mức lương 20 triệu rồi thì chúng ta cũng không cần thiết phải đánh đổi cái tuổi thanh xuân của chúng ta để sang Nhật nữa, đúng không bạn? Đó, và tiếp theo đến tại thời điểm hiện tại thì đến khoảng tầm 4 năm sau cái quá trình mà bạn ấy trở về nước thì đến bây giờ là 4 năm thì cái mức lương của bạn đang nhận được là 28 đến 30 triệu đồng một tháng. Đó, và các bạn thấy rằng nếu như mà 30 triệu đồng một tháng thì thôi có cho tiền mình cũng không sang Nhật nữa, đúng không nào? Và vậy thì chúng ta sẽ học hỏi được gì trong cái câu chuyện của bạn và chúng ta cần thiết phải chuẩn bị gì để chúng ta có thể về nước, về ngay đất mẹ của chúng ta để chúng ta có thành công được như thế. Thì trong cái buổi live stream ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ một cái khách mời vô cùng là đặc biệt, đó chính là bạn Biết Sao. Đó, biết trong từ biết luôn các bạn nhá. Và bây giờ thì xin mời khách mời của chúng ta trong ngày hôm nay. Hãy xin mời. Ok, cảm ơn rất là nhiều. Vâng, xin cảm ơn okay. Mọi người. Em ngồi ghế đi. Rồi, và thỉnh thoảng thì mọi người có thể comment tích cực hộ Sensei. Ví dụ như là bạn Phạm Khánh là Sensei quá áo đẹp quá, hay là khách mời của chúng ta đẹp trai quá, đã có gia đình, đã có người yêu hay chưa nhá, để chúng ta có thể bắt đầu cái buổi live stream ngày hôm nay. Và trong cái buổi live stream của ngày hôm nay thì các bạn nếu như mà chúng ta có điều gì chúng ta muốn hỏi hay là chúng ta muốn chia sẻ thì các bạn hãy cứ comment ở đây. Bởi vì cái talk show ngày hôm nay Sensei mong muốn đặt ra là để cho các bạn có thể chuẩn bị được. Cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải nhìn ra được rằng là chúng ta cần thiết phải chuẩn bị gì để cho ngày về, chứ không phải về ngày về rồi chúng ta mới chuẩn bị thì không kịp nữa các bạn nhá. Đó, và làm sao để chúng ta có thể thành công được như bạn biết 3 năm là thực tập sinh giàn giáo và để đến bây giờ ngày hôm nay chúng ta trở về và chúng ta hoàn toàn có thể tự chủ được cái công việc ở tại Việt Nam của chúng ta, đúng không nào? Rồi, và có lẽ là Sensei nói hơi nhiều và cướp sóng của khách mời của chúng ta cho được cơ hội được nói. Bây giờ xin mời Biết Sao. Đó, xin mời em chia sẻ với lại các bạn. Và hôm nay cũng là xin chào tất cả mọi người, xin chào anh, cũng như là xin chào tất cả các bạn đang xem live stream của bên của trung tâm Minato. Vâng, xin tất cả cũng hôm nay cũng là xin đầu tiên cũng phải cảm ơn
Sensei Tiệp cũng như tất cả mọi người, cũng là hôm nay là ngày thứ bảy cuối tuần, cũng dành thời gian để tham gia livestream cũng như là để theo dõi những cái livestream của ngày hôm nay, thì cũng là xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian của ngày hôm nay. Hai. Dạ. Okay. Tên thì xin em xin phép giới thiệu một chút với cả Sensei là em tên là Biết, thì năm nay em cũng vừa tròn 28 tuổi. Có tháng trước là 28 tuổi. Dạ vâng. Thì em cũng hôm nay cũng rất là vinh dự, thì cũng nói phải thực sự là từ vinh dự cũng như là từ biết ơn, cũng là để anh Tiệp cũng như là trung tâm mình cũng đã tạo cơ hội để cho em ngồi tại đây thì có thể là chia sẻ được những cái mà em cảm nhận trước khi để em đi Nhật, cũng như là cái thời điểm hiện tại bây giờ những suy nghĩ của em nó như thế nào, và cũng là mong muốn muốn truyền đạt một chút gì đó những cái mà mình đã trải qua và cái những cái gì đó mình đã học tập được tại môi trường Nhật Bản và môi trường Việt Nam, để cũng đem đến một cái điều gì đó có thể là trong buổi livestream hôm nay thì có thể mọi người chỉ cần nhớ một vài điểm, hoặc cũng có thể là cảm nhận được một vài điểm là mình cũng sẽ cần phải những sự gì để chuẩn bị cho cái việc là chuẩn bị về nước như này, thì em nghĩ cái điều đó thì cũng là cái mong muốn của em trong ngày hôm nay. Đúng cũng rồi. Là rất là cảm ơn mọi người. Và cái nhiệm vụ của mọi người, nhiệm vụ của em thôi là ngày hôm nay làm sao để cho các bạn ngày mai về Việt Nam các bạn cũng có một cái mức lương giống như em tại thời điểm hiện tại là từ 20 triệu trở lên. Đó, như thế là anh này cũng mát lòng mát ruột rồi. Cho dù nhắm mắt thì anh cũng cảm thấy là yên lòng. Đấy là cái mục đích của khách mời của ngày hôm nay. Khách mời mà không làm rõ được cái vấn đề đấy thôi, khách mời đừng có về. Chúng ta sẽ live stream đến khi nào chúng ta ra được vấn đề thôi mọi người nhá. Đó. Và vì vậy ngày hôm nay có một câu hỏi đầu tiên là Thảo Ni Sensei hỏi giúp em ý. Anh ý là có người yêu chưa với ạ? Cái này thì được thôi em, nhưng mà chúng ta sẽ để cuối chương trình để không khách mời của chúng ta sẽ hơi bối rối về những cái câu hỏi nó hơi riêng tư này một chút nha. Và chúng ta cũng tém tém lại một chút trước khi mà chúng ta đi sâu quá vào vấn đề là người yêu, chúng ta sẽ nghe những cái chia sẻ về công việc đã các bạn nha. Hay, ok. Rồi, và đầu tiên á thì qua những gì mà anh được biết về bạn Biết thì đó chính là một trong những bạn là đã từng đi là thực tập sinh giàn giáo. Ngày xưa thì anh nhớ nhầm là ở Hokkaido, nhưng xin lỗi mọi người là sẽ hay nói về một bạn ở Hokkaido nhưng không phải nha. Bạn là thực tập sinh giàn giáo ở Tokyo, đúng không? Ở Tokyo. Xin xác nhận lại một lần nữa là ở Tokyo. Và bạn ấy đi Nhật là tổng thời gian là 3 năm. Dạ vâng. Đó, 3 năm là thực tập sinh của giàn giáo. Và sau đó thì bạn ấy có được N1 và trở về nước. Trở về nước là bạn trở, em trở về nước là 2018 nhỉ? 18, vâng, chính xác là ngày 2 tháng 7. Đấy, trở về 2018. Và cái mức lương khởi điểm của bạn ngay từ khi mà bạn ấy trở về nước nó đã là 800 đô, tương đương với lại khoảng một cái khoản tiền bây giờ đô nó là 20 triệu. Đó, và tại thời điểm hiện tại thì cái công việc của bạn, bạn có thu nhập là 28 triệu, thì đấy là một cái nỗ lực rất là lớn mà anh nghĩ rằng không phải là bình thường ai trở về nước chúng ta cũng có được như thế. Và cái điều quan trọng hơn là cái nghe câu chuyện của Biết ngày xưa ấy, thì anh rất là ấn tượng một cái điều. Đó chính là chị của em làm trong công ty xuất khẩu lao động. Và chị của em là một trong những người có cái tiếng nói rất lớn ở trong công ty xuất khẩu lao động đó. Và rõ ràng giống như anh là một người làm trong công ty xuất khẩu lao động thì anh hoàn toàn có thể cho em mình một cái đơn rất tốt, ví dụ như là đơn thực phẩm chẳng hạn. Này, em đó, công xưởng, công xưởng thực phẩm thì mình cũng không mất quá là nhiều công sức và cái mức lương rất là cao. Nhưng lý do tại sao một người chị làm trong xuất khẩu lao động như thế mà em lại chọn cho mình một cái con đường là mình là thực tập sinh giàn giáo, thì đầu tiên em có thể chia sẻ với mọi người được không? Đầu tiên thì về cái việc là trước đây em đã đi từng cái việc, trước đây em 3 năm tại bên Nhật làm công việc về thực tập sinh giàn giáo. Và cái bước khởi điểm đầu tiên là có chị gái em làm ở trong công ty xuất khẩu lao động. Và thực ra công ty đó là công ty LOD, thì nếu mà mọi người LOD tức là nếu mà mọi người có thể tìm hiểu một trong những cái công ty xuất khẩu lao động tại Việt Nam thì là công ty LOD là một trong những công ty là cũng rất là nổi tiếng tại chi nhánh miền Bắc và cả miền Nam, tức là thuộc em nghĩ là trong top 5 công ty lớn nhất ở miền Bắc. Thì chị em cũng là rất may mắn thôi, chị em cũng là làm vị trí phiên dịch cũng như là đối ngoại trong khi đó. Và cũng khoảng trong thời gian là năm 2014 và 2015 thì thời điểm đó thì đã bắt đầu có những cái đơn hàng xây dựng cũng như có rất nhiều các đơn hàng. Và đúng cái thời điểm từ 2014 đến thời điểm 2017 cho 2018 là chính là cái thời kỳ em nghĩ thịnh hành nhất của cái thế giới xuất khẩu lao động, cũng như rất nhiều thời gian đó các bạn thực tập sinh đã bắt đầu đi từ Việt Nam bắt đầu đi sang Nhật. Và đó thì về của em thì cái đơn đầu tiên thì em thi thì cũng chính là cái đơn giàn giáo này. Đầu tiên thì em cũng chia sẻ thẳng thắn, rất là thẳng thắn một chút, tức là đầu tiên chị em cũng là đầu tiên cũng định hướng cho em vào những cái đơn công xưởng và những cái đơn thực sự tốt. Nhưng đầu tiên là bản thân em cũng đã lựa chọn cái đơn là tạm thời có đơn nào thi trước thì em cũng sẵn sàng là thi trước và cũng không cần phải lựa chọn là đơn nào cả. Bởi vì em cũng luôn luôn nghĩ trong đầu là
Bởi vì đã là đi Nhật và mình xác định tư duy là mình đi Nhật luôn thì bất cứ một công việc nào thì cũng có những khó khăn vất vả riêng và tự bản thân mình sẽ phải tích cực thích nghi với cả nó như thế nào. Thì cũng có thể là một chút rất là may mắn khi mà em chia sẻ câu chuyện là khi em thi thực tập sinh giàn giáo đầu tiên thì bên em lấy là 3 người. Lấy 3 người thì tổng ứng viên thi sẽ là 9 ứng viên. 9 ứng viên. Thì em cũng có một chút rồi đó, em cũng là may mắn một chút, em là người nhỏ nhất trong 9 ứng viên đó. Và các anh mà đi cùng em thì cũng toàn là các anh nặng phải đến 70-80 cân và các anh cũng làm ở trong miền Nam và các anh cũng có rất nhiều các kinh nghiệm làm xây dựng rồi. Thì cái đơn của em đi thì cũng có hai anh đã là từng làm xây dựng rồi và có mình em là em chưa có kinh nghiệm làm xây dựng gì cả hết. Và cũng như một bạn cũng vừa như là thư sinh học quốc gia thôi. Em cũng không biết là bác giám đốc đó có một cái điểm gì đó là lựa chọn em thay vì là không lựa chọn các bạn khác. Nhưng rất là thư sinh đúng không? Dạ vâng. Thư sinh. Vâng, em chia sẻ câu chuyện là lúc đấy là B2 cái giáo như này, các anh đấy là B2 cái giáo xong chạy một vòng, chạy hai vòng. Các anh chạy vòng cảm giác nhất rất nhẹ nhàng, em B lần đầu tiên em còn để hoài xong đến giữa chừng em còn phải bỏ giờ. Sau cuối cùng bác bảo là thôi mày chạy cố về đi. Vâng, em không biết là có một cái điểm gì đó mà thực sự em nghĩ là bản thân em cũng may mắn khi mà lựa chọn được cái điểm đó. Vâng. Chính là cái điểm đầu tiên của em. Nhưng nếu mà em đi giàn giáo thì em không sợ vất vả? Em thì nghĩ là giàn giáo có thể sẽ vất vả hơn tất cả mọi thứ. Nhưng mà thực ra thì đến khi sang đến đất bên Nhật rồi, làm giàn giáo rồi thì em nghĩ là từ cái việc là mình làm công việc giàn giáo, ngược lại bản thân mình học được rất là nhiều thứ. Rồi, ok. Đấy thì tiện có một câu hỏi của bạn Phạm Khánh. Đó là anh chia sẻ về những khó khăn vừa học vừa làm nghề giàn giáo. Một nghề rất là vất vả ở Nhật, và động lực nào để anh có thể nhìn thấy rõ được cái con đường phía trước không? Câu hỏi rất là hay, đó chính là trong cái quá trình làm giàn giáo rất là vất vả như thế, làm sao trong cái lúc vất vả mà mình lại có thể nhìn ra được cái tương lai của mình và mình phải cố gắng hơn. Đó thì tiện thể em có thể chia sẻ được cái câu chuyện của em trong cái việc là khó khăn khi mình làm giàn giáo được không? Đầu tiên thì em cũng chia sẻ một chút về cái xuất phát điểm. Về cơ bản thì là em cũng là một bạn học hết cấp 3, xong sau đó cũng chỉ đi học cao đẳng về cơ bản thôi, xong sau đó đã từ năm 2015 đã bước chân bắt đầu sang Nhật. Thì trong bất cứ một bạn nào trước mình cũng đi học thực tập sinh thì mình cũng có học 6 tháng. Em cũng học 6 tháng thì tại trung tâm tiếng Nhật, thì học 6 tháng tại trung tâm tiếng Nhật thì thời gian đó thì em cũng đặt luôn được ra cái mục tiêu của mình, là một cái hiểu CT. Cái đó thì đặt mục tiêu luôn cho mình là trước khi về nước. Em sẽ nói là sau khi về nước. Vâng, thì ra bản thân mình cũng phải đạt được trình độ là L1. Là tự bản thân mình sẽ đặt ra một cái mục tiêu đó cho bản thân mình và mình sẽ hướng đến cái mục tiêu đó, xác định L1 luôn. Dạ vâng. Em nghĩ bước đầu tiên trước khi đi thì mọi người cũng tham khảo một chút là mình sẽ đặt mục tiêu của bản thân mình. Là một mục tiêu, mình cứ đặt mục tiêu cao đi. Xong sau đó mình đạt được không thì mình sẽ có một cái mục tiêu đó. Em nghĩ là bản thân em là cái đầu tiên là cái việc đặt mục tiêu. Xong sang thứ hai nữa là có thể cái năm quá trình thực tập sinh 3 năm của em. Thì thực ra cái năm đầu cũng là thực sự năm rất là vất vả. Vậy không khác gì mình cảm giác là chia sẻ một chút các bạn là nói chung là hơi kể khổ một tí đi. Nhưng mà thực ra cảm nhận đôi khi mình cảm thấy thực sự là mình muốn về. Và không khác gì một cái địa ngục. Thực sự em phải chia sẻ câu chuyện. Em có thể chia sẻ nó cụ thể hơn là địa ngục nó như nào? Vâng. Có thể bởi vì mọi người cũng đã từng làm việc, cũng hiện tại bây giờ cũng đang làm việc tại Nhật Bản rồi. Cũng làm việc trong ngành xây dựng, ngành thực phẩm và một số ngành công việc trong công xưởng. Thì mọi người cũng rất hiểu là cái tính chất làm việc tại bên Nhật và cái cường độ làm việc luôn chân luôn tay chứ không có như là có lúc nào nghỉ một chút nào. Thứ nhất là có thể là trước cũng giống như một số bạn là trước khi sang Nhật em cũng chưa có sự chuẩn bị tốt nhất. Thứ nhất là về thể lực. Có thể tiếng của em chuẩn bị một cách là thôi cũng rất là chăm chỉ thôi, là học mình cũng không bằng ai. Nhưng mà tôi cứ chăm chỉ hơn. Thứ nhất là về cái thể lực em chưa chuẩn bị tốt. Vì thế là cái việc công việc giàn giáo là công việc là thực sự cũng sử dụng cái thái thông cử, cũng là cái thể lực rất là lớn. Tức là em cũng trong khoảng vào một vài tháng đầu tiên là nghĩa là khoảng hơn một tháng đầu tiên cho đến hai tháng gì đó là khi em đi làm về rồi là cũng không muốn nghĩ gì, là chỉ muốn nằm lên giường ngủ thôi. Đó, và cũng thực ra lúc đó em cũng hơi gò bó một chút bản thân, là thực ra không muốn bất cứ ai hỏi thăm em một chút nào đó, và thực ra cảm giác mình đang là bị một cái gì đó, cảm giác biểu hiện của sự trầm cảm thực sự đó luôn. Nhưng mà xong sau một thời gian rồi thì cùng với cả sự động viên của các anh em làm cùng, nên là tự bản thân mình nhận ra được là thôi mình đã sẵn sàng, mình bước đi theo đúng con đường này rồi. Thì mình sẽ phải ngồi mình nghĩ lại một chút. Em cũng chia sẻ là em cũng dành độ khoảng một ngày cho đến hơn một ngày gì đó. Tức là ngồi không để nghĩ lại được bản thân mình là hiện tại mình đang ở đâu. Và cái mục tiêu của mình đã đặt ra là đồng bộ như vậy mà tại sao như mình cứ kéo theo cái con đường như này suốt. Thì chắc chắn mình sẽ không bao giờ đạt được cái mục tiêu của mình bản thân đầu tiên. Và kể cả sau này muốn về nước hay không thì mình cũng luôn là một người bỏ dở giữa chừng.
Đó, em chia sẻ câu chuyện này như thế. Vâng, thì em cũng khi mà ngồi lại một ngày như vậy thì mình cũng đặt được cái mục tiêu của bản thân mình và mình đã lại set up được là cái khoảng thời gian mình đi làm là như này và cái hướng của mình là mỗi ngày sẽ dành ra bao nhiêu thời gian để mình học và cái nội dung học của mình là gì. Em cũng sẽ lập ra một cái bản kế hoạch, nó cũng là chi tiết hơn một chút như thế và mình cứ theo cái bảng đó như thế thôi. Vâng, đúng rồi. Thực ra thì cái này anh rất là hiểu. Bởi vì nếu như mình ở bên Nhật, ngay cả ở Việt Nam, chúng ta có một cái tư duy rằng là mình sẽ có một mục tiêu là N1 sau khi mình về nước. Nhưng mà thực ra cái cuộc sống bên Nhật thì nó không hề đơn giản. Chính xác. Mình nghĩ nó rất là vất vả, nó rất là mệt. Và có rất là nhiều bạn ở đây chúng ta cũng đã từng ở bên Nhật hoặc là chúng ta đang ở bên Nhật thì mọi người hiểu rất là rõ về việc là khi mà chúng ta đi làm về mà để chúng ta ngồi vào được bàn học, để chúng ta ngồi học thì nó là cả một cái gì đó, nó có sự đấu tranh tư tưởng và chúng ta cũng sẽ cần thiết phải cố gắng nỗ lực rất là nhiều, đúng không nào? Nhưng mà anh nghĩ rằng là em phải cảm ơn biết ơn của bản thân mình ngày hôm đấy, bởi vì ở một cái phần nào đó trong cái khoảnh khắc đấy em nghĩ lại rằng là cái mục tiêu của chúng ta đặt ra nó là 3 năm phải có N1 trở về và đến bây giờ mình lại chưa làm được cái gì thì mình tự cảm thấy nó day dứt. Và chính cái thứ day dứt đó nó giúp cho em nhận thức lại được chính bản thân mình ở cái thời điểm đó. Đó cũng giống như là bản thân anh thôi, bởi vì khi mà anh ở bên Nhật thì anh cũng xác định là một ngày đó hết 2 năm trường tiếng thì mình cũng sẽ thi vào một cái trường thi AGU trong trường đại học. Và mục tiêu của anh cái thời điểm đó là khoa nông nghiệp của trường đại học Tokyo. Và nhưng mà mục tiêu mình đặt ra nhưng cũng có cái thời điểm mà khiến cho mình sao lãng và mình không đủ cái sức khỏe để mình tiếp tục một bàn học. Và đâu đó cũng mất khoảng tầm là 1 đến 2 tuần mình bỏ bê cái việc học. Nhưng mà cũng giống như em, một lúc nào đó mình lại ngồi dành ra thời gian một ngày để mình suy nghĩ lại là cái mục tiêu của mình là gì, lời hứa của mình khi mà mình đi sang Nhật Bản là ra sao, và liệu nếu như mình cứ như này thì tương lai nó sẽ như thế nào. Đó thì đó là một cái câu hỏi mà anh luôn luôn phải hỏi trong đầu. Và cuối cùng anh nhận ra một cái điều đó chính là để cái bản thân của chúng ta ngồi vào bàn học thì nó mệt về tâm trí, nó phải học hành, nhưng nó thoải mái hơn trong một cái việc đó là mình không bị dằn vặt nữa. Nếu như mình cứ ngồi mình chơi hoặc là mình lại bị dằn vặt vào cái việc là mình không học tương lai mình ra sao thì nó lại luôn luôn bị đấu tranh tư tưởng, nó dằn vặt và nó khiến cho mình bị stress nhiều hơn. Và lúc đấy anh quyết định rằng thôi, mình đã đi là mình phải đi luôn, chứ mình không có dừng lại tại một cái vị trí nào nữa. Đó thì đấy là một trong những chia sẻ mà thực sự là có khá là nhiều bạn ở đây chúng ta cũng đã gặp cái tình trạng là như thế, đúng không nào? Đấy. Và nhất là cái dằn giáo, đúng không? Rất là mệt. Em biết tất cả mọi người cũng sẽ có được một chút, nếu hiện tại các bạn đang làm việc thực tập sinh cũng như là các bạn đang đi du học thì rất là công việc thì cũng có sự đồng cảm nhất định về với cả những người đi Nhật và những cái chia sẻ suy nghĩ của em nghĩ hoàn toàn rất là giống với cả những suy nghĩ của tất cả mọi người các bạn. Ok, thì đối với lại bạn biết là một trong những bạn cũng là thực tập sinh dần dào, đúng không? Thì anh ngày xưa thì cũng là đi du học sinh nhưng nó cũng không có gọi là sung sướng hơn mấy. Mọi người hiểu là du học sinh ngày đấy sang thì cũng giống như kiểu là để đi kiếm tiền thôi. Thì một ngày học 4 tiếng ở trường, sau đó thì lại phải học cả là đi làm 8 tiếng, thì tầm một ngày làm việc cũng phải tầm 12 tiếng rồi. Rất là vất vả. Đó, tuy nhiên mà cái điểm chung mọi người nhìn thấy giữa sensei và bạn biết ở đây đó chính là đều phải có một mục tiêu. Nếu như mà con người của chúng ta mà không có mục tiêu thì lúc đó sẽ nghĩ rằng là mình không biết là cái cuộc sống mình trải qua để làm cái gì. Đó, và tốt nhất các bạn nên đặt ra mục tiêu cho chính cuộc đời của mình. Để một lúc nào đó mình sao nhãng thôi, mình sẽ ngồi để mình nhìn lại đó là cuộc đời của mình tại sao mình đã đặt ra mục tiêu mà mình lại không làm được, đúng không nào? Đó. Và có một câu chuyện mà sẽ nghĩ là cũng có thể đồng cảm với khá là nhiều bạn ở đây. Đó chính là thời điểm mà bạn biết sang Nhật, đó thì dự định kế hoạch ban đầu là 3 năm. Nhưng mà sau đó được khoảng hơn 1 năm thì bố bạn cũng qua đời. Thì đây là một trong những cái mất mát cũng khá là lớn đối với tất cả chúng ta. Thì cái việc đó là cái việc mà nó cũng ảnh hưởng đến cái quyết định của bạn ấy rằng cuộc sống của mình sau này như nào. Mình đang có một cuộc sống rất là khó khăn ở Nhật Bản và giống như em nói là nó giống như là một cái địa ngục vậy. Đó, mà sau đó thì cộng với việc là nỗi đau nó đến là gia đình thì bố cũng mất. Vì vậy mà em có thể chia sẻ được là tại sao
cái thời điểm đó nếu như là bản thân anh thì anh nghĩ rằng là thôi mình cũng sẽ vứt bỏ tất cả để mình trở về Việt Nam. Thì tại sao mà em vẫn tiếp tục duy trì cái con đường này? Thế ra em cũng chia sẻ một chút với cả mọi người thì bởi vì là cái trường hợp của em thì cũng là rất là, em nghĩ đồng cảm được với cả rất cả cũng rất nhiều bạn có những trường hợp như thế, có thể là gia đình một ai đó rất cực kỳ quan trọng với cả bản thân mình mà mình không nhìn được họ trong cái phút giây lần cuối. Thì thật ra là có bản thân em đầu tiên thì thực ra là khi em sang Nhật từ năm 2015 và bắt đầu và cái khoảng thời gian vẫn cứ làm việc đều như thế thì hàng ngày thì đó là cũng rất tiện rồi, khi có video call mọi người vẫn gọi điện các thứ tốt cho nhau. Mà thì vào em nhớ là tháng 5 năm 2017 thì cũng có một ngày em chia sẻ lại câu chuyện hôm đó là trước cái hôm mà bố em mất thì em tự dưng bản thân em cảm thấy là trong người nó cảm thấy không được khỏe và em cũng chia sẻ một chút em có mỗi vòng dây bạc như này. Thì trước cái hôm mà đi làm về đó thì bản thân em cảm thấy người rất là không khỏe, rất là bị sụt sịt và tình cờ là tối hôm đó về thì cái vòng dây bạc lại tự dưng nó lại đen xỉ đi. Em cũng có một điều gì đó không biết là có một điều gì đó tâm linh hay không, mà khi đi tắm thì nhìn thấy nó đen xỉ nhưng mà mình cũng không nghĩ là nó bị làm sao cả. Đó, nhưng mà hôm đó thì cũng là xong em vẫn học xong bình thường, tắt máy đi bình thường. Xong hôm đó thì em lại tình cờ là không bật wifi. Khi bình thường thì đi ngủ thì vẫn bật wifi, thế mà ở nhà có việc gì gọi thì mình cũng có thể là bắt máy được ngay. Nhưng hôm đó không hiểu ra em lại tắt wifi đi và em đi ngủ. Xong sáng dậy thì mới nhận được một loạt rất là tin nhắn gọi là cũng như gọi của chị em, là cái câu đầu tiên chị em gọi rằng là bố hôm qua bố mất rồi. Được, hôm qua em cũng sẽ là câu chuyện như vậy. Thì xong đó thì trong ngày hôm đó thôi cũng rất là may mắn, khi mà em chia sẻ là bản thân em cũng là người khá là may mắn khi là đang theo học của một thầy giáo thì cũng ở gần đó. Thì hôm đó thì cũng đầu tiên cái việc em nghĩ trong đầu là dù hết bao nhiêu tiền hay như nào mình vẫn phải là trong ngày đấy mình sẽ phải về luôn. Thì thực ra lúc đó chia sẻ là trong người em cũng không có quá nhiều tiền. Vâng, thì hôm đó em cũng gọi điện lại đến cho thầy giáo của em, thì thầy cũng cũng hiểu được hoàn cảnh và cũng thầy cũng book một cái vé máy bay trực tiếp của hãng Anna về. Thì em chia sẻ thời điểm lúc đó 2017 thì lúc đó là giá của vé máy bay book khẩn cấp lúc đó là khoảng 25 man. Vâng, 25 một vé thì em cũng chấp nhận, bởi vì lúc đó thì em nghĩ được với em là cái giây phút mà nhìn lại bố lúc đó nó quan trọng hơn bất cứ một cái giá trị nào về tiền bạc hay là về giá trị đó. Vâng, thì sau khi về với cả bố, tức là cũng trong ngày hôm đó thì tối 10 giờ tối thì em mới về được với cả nhà. Vâng, nên là bố em mất thì cũng được cho một ngày rồi. Vâng, thì hôm sau cũng là đưa bố em đi thôi. Vâng, thì sau cái thời gian đó thì em cũng có một khoảng cũng xin nghỉ tại công ty khoảng độ 10 ngày gì đó. Vâng, thì em cũng ngồi định hình lại bản thân mình một chút, cũng như là cũng có thời gian thì cũng lâu rồi thì cũng chưa có thời gian về nhà cũng gặp mọi người lại một chút. Thì thực ra bản thân em trong đầu em là có một cái suy nghĩ từ cực kỳ là phân vân thời điểm đó. Em thì là gia đình con một, vì thế là bây giờ chỉ có mỗi mẹ em với cả bà em ở nhà thôi. Đó, thì bây giờ là bố em là trụ cột chính trong gia đình mà em lại cứ đi bên Nhật suốt như vậy thì thứ nhất đặt ra câu hỏi liệu mình đi thì có ổn không. Đó, và cái này có thể em nghĩ là cái xuất phát điểm của từng người và cái kinh tế của mỗi gia đình thì cái đó em sẽ không bàn luận quá nhiều. Nhưng mà bởi có những bạn thì có rất là cực kỳ nhà có điều kiện, nhưng có bạn là bắt buộc mình phải đi sang Nhật và mình kiếm được những cái đồng tiền bằng chính sức lao động của mình để về hỗ trợ cho gia đình. Đối với cả bản thân của em một chút thì là bản thân em nhà cái là về cái nền tảng gia đình của nhà em thì cũng không đến mức là bắt buộc là mình sẽ phải đi. Vâng, nhưng mà lúc đó em cực kỳ là suy nghĩ tại sao mình lại không ở Việt Nam. Nhưng mà cũng có một cái rất là tình cờ thì cái này chia sẻ cái câu chuyện ngày trước, bởi vì là khi sang Nhật thì em cũng đã tìm, bởi vì em cũng có cái mối liên kết cũng như là em cũng cực kỳ là thích chơi cầu lông, thì em đã chủ động đi tìm một câu lạc bộ cầu lông gần nhà. Và cũng có thời gian là khoảng 1 năm, là cũng nghĩa là trong suốt 3 năm thì em tham gia suốt 3 năm câu lạc bộ cầu lông đó. Thì cái thời điểm bố em mất thì em tham gia được cái câu lạc bộ đó khoảng 1 năm. Vâng, thì cũng có cơ hội được giao lưu với cả tất cả các bác Nhật. Cũng như là em cũng có được trò chuyện rất là thân thiết với bác chủ tịch của câu lạc bộ bên đó. Vâng, thì hôm đó thì em trước khi về nước thì công việc bố em mất như thế thì em cũng sẽ rất là phải có một cái hô cô cự, em cũng dạ báo cáo lại với bác đấy là tình hình là bố cháu mất rồi, thì bây giờ cháu sẽ quay lại Việt Nam khoảng độ 10 ngày thì xong sau đó cháu sẽ trở lại Nhật. Thì cái lúc mà cực kỳ em phân vân nhất, lúc đó phân vân nhất này không biết mình lên đi hay không, thì em đã hỏi ý kiến của bác chủ tịch câu lạc bộ đó. Thì bác cũng chỉ nói với em một câu thôi,
hãy nói với câu em từ đến bây giờ em vẫn nhớ là hãy để cho bố của cháu nhìn thấy cái sự thành công và cái sự hoàn thiện hết 3 năm này của cháu đi. Đó chính là duy nhất một câu nhắn qua like như vậy thôi. Em cũng hiểu được cái ý của bác là như thế, là bác rất cực kỳ, bác sẽ không nói là muốn hãy quay lại đi hay là quay như nào, mà bác chỉ cần nói duy nhất một câu là như vậy. Vâng, thì em cũng cảm nhận được cái điều đó, chỉ là cái lúc mà em phân nhất và em cũng đã quyết định là có thể là bỏ lại Việt Nam và tiếp mình tục. Cũng sẽ tiếp tục duy trì lại cái công việc của mình tại 3 năm tại bên Nhật. Ok, đó, câu em chia sẻ câu chuyện là một chút. Vậy, cảm ơn em rất là nhiều về cái câu chuyện. Vâng. Thực sự là để nói lại cái nỗi đau thì nó là một trong những cái mà mình cũng không có muốn. Tuy nhiên mà ở đây nó là một cái mà Sen cũng mong muốn các bạn hiểu rằng là mỗi người chúng ta thì chúng ta không phải là cái con đường nó luôn luôn bằng phẳng. Đó. Giống như là bản thân của Sensei cái thời điểm ở bên Nhật cũng đã từng bị lao lực. Đó, và cũng đã từng phải nhập viện và phải điều trị bằng thuốc kháng sinh liều cao. Nếu mà ai đã điều trị về bệnh lao lực biết rồi thì nó cũng phải là tầm 1 tháng. Và trong cái thời điểm đấy thì cũng chỉ một thân một mình và mình cũng không dám nói với gia đình, không dám chia sẻ bất kỳ một ai. Ở cái con đường để người ta tôi luyện ra một cái người thành công, một người trưởng thành và một cái người có cái tố chất để có thể thành công được sau này, nó luôn luôn là một con đường rất là khó khăn. Đó, và nếu như những bạn nào mà chúng ta thấy rằng cái cuộc sống của mình đang thực sự khó khăn thì hãy nhớ đến câu là ông trời trước khi mà giao cho anh một trọng trách lớn thì người ta sẽ thử mình bằng rất là nhiều những khó khăn. Đó, và anh thấy rằng là để mà có được cái ngày hôm nay giống như em thì em cũng đã phải trải qua rất là nhiều những cái khó khăn và vất vả như vậy, và có những câu chuyện rất là buồn, nhưng mà chính ra những cái thứ đó nó lại giúp cho mình trở nên mạnh mẽ hơn. Cái điều mà anh cảm thấy nó xúc động nhất đó là cái câu nói của bác ở trong cái hội chủ tịch cầu lông đó. Đó chính là làm sao để cho bố có thể nhìn thấy được mình trưởng thành. Đó, và nhìn thấy mình thành công. Thì nếu như mà anh thì anh cũng sẽ quyết định giống như em. Là mình sẽ hoàn thành nốt cho mình cũng không có bỏ dở. Mình cũng không muốn rằng ví dụ như bố mình ở bên kia thấy rằng là vì bố mà con lại bỏ dở nốt cái con đường của mình. Mà mình sẽ phải trở về Việt Nam một ngày nào đó mình phải thực sự thành công, đúng không? Vâng. Ok. Đó. Thì các bạn thấy rằng là thực sự cái câu chuyện nó không hề gọi là có một chút hư cấu gì mà nó rất rất là thật tâm. Đó, và có lẽ là có khá là nhiều bạn chúng ta cũng đang rất là mong chờ về việc là cái quá trình khi mà em học ở bên Nhật đó, trong 3 năm đó thì em đã cố gắng như nào để em có thể có được cái bằng GPT N1 trong vòng 3 năm. Thì em có thể chia sẻ mọi người được không? Dạ vâng. Đầu tiên xin chia sẻ với cả anh cũng như là tất cả mọi người chút là đầu tiên thì là vẫn là cái việc là bắt đầu trước khi Nhật em cũng đã đặt mục tiêu là bản thân mình đạt được N1. Và mục tiêu thường thường em đang nghĩ là tất cả mọi người đã đặt mục tiêu của mình, nhưng những cái process, những cái bước để mình bước đến cái mục tiêu đó thì bản thân mình sẽ cần phải đặt ra một kế hoạch rất rõ ràng. Mà về các bạn, em thấy tất cả mọi người cũng đang rất là thiếu cái khoản đó, và chính bản thân em cũng nhận thức được là bản thân em chỉ đơn giản là đặt mục tiêu bản thân mình đã đặt mục tiêu đạt được N1, nhưng mình chưa có một cái kế hoạch cụ thể nào để mình tiệm cận được vấn đề đó. Đó thì là mà cùng với cả cái thời gian mà cũng làm việc rất là lâu thì em cũng đã đặt được mục tiêu là N1, cũng như là mình vẽ lại một cái kế hoạch của bản thân mình là về các bạn là mình mỗi ngày mình tối thiểu mình dành ra 2 tiếng đồng hồ để mình có thể học đó. Mà em chỉ giúp là cũng có một cái niềm gọi là ngoài cái việc đặt ra động lực thì cũng có một cái nữa là mình cũng chia sẻ với các bạn, có thể các bạn là việc tại bên Nhật cũng thực sự rất là nói là từ cay đi cay là bởi vì những người làm cùng những đội làm cùng của mình họ rất là coi thường người Việt Nam và đôi khi là họ chửi những cái câu ba cà, hay là em cũng nhớ nhất một lần là nghĩa là chửi ba cà thì chửi rất là nhiều chứ không phải là chửi hàng ngày, chứ không phải là chửi một vài lần. Em nhớ nhất một câu là thực ra lúc có nó tạo ra cho em một cái niềm nỗ lực và rất là cay khi mình bắt buộc mình phải muốn học và mình phải học và mình nâng cao được cái giá trị của bản thân mình lên. Đấy là có một lần em nhớ là em cũng nghĩa là trước đây bảo em một lần rồi nhưng mà em chưa làm được việc xong là em lần là đó em lại tiếp tục làm sai và thường thường cái văn hóa của Nhật là làm cái việc đó họ rất là kiểu claim và khi đó kiểu ý là tao đã chỉ mày rồi tại sao mày vẫn làm sai như thế thế em có lại làm sai thêm lần nữa và đến đó thì bác cái ông đấy gọi là tự em bác đó cũng rất là chán và bác cũng nhìn ra mặt cũng nhìn thẳng vào em bảo là mày cũng là rác rưởi. Em nhớ thực sự cô đấy ông mẹ gomin anh đã ông mẹ gomin anh đã em cũng cảm giác một cái đó cũng chính là một cái niềm cảm xúc của em là cũng là mong muốn là bản thân mình mình đã đặt mục tiêu là được muốn như thế và bản thân mình lại có thêm một cái động lực nữa để mình học được cái nhiều hơn và mình cần phải là học
mình đặt ra mục tiêu rõ ràng cụ thể hơn, mình đạt được mục tiêu đấy. Là đến bây giờ em nghĩ là cái câu nói đó sẽ không bao giờ em quên được. Vâng. Anh cũng rất là ấn tượng với câu nói của em, đó chính là khi mà nghe câu chuyện là bị người ta chửi là ngu. Thì anh với em có nói rằng là nếu như mà mình đạt được TOEIC 700 và nếu như mà mình đạt được chứng chỉ GPT N1 thì sẽ không có ai gọi mình là một người ngu nữa. Thì cái đấy là cái mà nó chạm đến cái trái tim của anh, bởi vì em biết tại sao không? Bởi vì nếu như mà một người nào đó tác động lên mình cho người ta thấy được mình sai bằng một cái dẫn chứng cụ thể, thì cái đó là cái mà anh thấy rất là phục ở những con người như thế. Giống như trong cái câu chuyện của em thì ở trong học viên của anh có một bạn là bạn Huệ Hít. Đó thì bạn ấy cũng rất là xuất sắc, cũng rất là giỏi. Thì bạn ấy cũng bị người trong cùng phòng khinh thường rằng là mày thì chỉ có đâu đó tầm N5, N4 thôi. Nhưng mà bạn ấy sẵn sàng cho người khác thấy là bạn sai bằng việc là bây giờ 178 trên 180 của N1. Thế anh muốn là mình sống ấy, mình phải cho người khác câm miệng lại bằng một cái thứ mà sự nỗ lực và cái sự thành công của mình. Và có một cái điều mà con người của chúng ta có một cái nỗi sợ hãi của rất là nhiều người xấu xa, đó chính là sợ nhìn thấy khác người khác thành công. Bây giờ mình phải thực sự thành công để cho người khác phải sợ. Thì đó là cái mà cái tôn chỉ của con người anh là ra luôn luôn là phải như thế. Thì nghe cái câu chuyện của anh cũng em của em anh cảm thấy rất là hay. Và bản thân anh cũng cay chứ. Anh cái thời điểm đấy nhá, khi mà anh làm Arubaito anh mới sang thôi. Trong một công xưởng thì sếp mượn và xạ trổ đối xử với anh cũng rất là tốt, không có ý kiến gì cả. Nhưng cái vì năng lực tiếng Nhật của mình nó kém, thế là khi mà người ta nói là làm cái nọ làm cái kia, mà đầu tiên là xạ trồ, nói chung là bằng tất cả những hành động body language để giải thích cho anh hiểu là mình nên làm như thế. Nhưng mà anh lúc đấy giống như kiểu đầu ù nó lên rồi, tai không thể nghe được gì nữa, cảm giác như mình muốn chạy trốn, thì mình từ chối tất cả những gì giải thích. Thế là xạ trồ giải thích bất lực, thì bắt đầu sang đến xem mự, để xem mự bảo thôi xạ trồ ông ra để tôi giải thích cho nó. Thì xem mự cũng cố gắng nỗ lực, qua các đứa là đã hiểu chưa? Thì anh lắc đầu. Thì lúc đấy là tất cả những cái người làm Philippines tổng cộng trong cái công xưởng đó là hơn 30 người. Người ta theo dõi câu chuyện của xe mự và xạ trồ, cố gắng giải thích cho anh từ đầu đến cuối. Anh không thể hiểu được. Và đến lúc anh lắc đầu xe mự qua cất đức mà anh lắc đầu, thì cả cái công xưởng đó người ta cười ầm lên. Lúc đó mình rất là muốn có một cái lỗ nẻ để mình chui nó xuống. Và ngay hôm đó thì anh về cũng gọi điện với lại bố. Bởi vì mục tiêu anh sang là anh sẽ phải kiếm được nhiều tiền. Đó, để khi ngày trở về thì anh có một cái số tiền ở đó để xây nhà giống như bao bạn suy nghĩ. Nhưng gọi điện cho bố anh bảo là bố, con biết rằng là cái số tiền để con sang được Nhật là bố phải vay ngân hàng và hiện tại đang thế chấp ngân hàng. Nhưng bố cho con đâu đó khoảng tầm 4 năm nữa. Đó, con sẽ phải học tiếng Nhật thật giỏi để cho những người mà người ta cười mình, người ta không có cái cơ hội để người ta phải cười mình một lần nữa. Và lúc đó anh dành ra nhiều thời gian hơn để học, để cố gắng, để nỗ lực. Bởi mình cũng cay sống mũi rồi mà. Đó, em cũng thực sự đồng cảm với câu chuyện của anh. Thế nên là khi mà mình cay rồi các bạn ạ, chúng ta luôn luôn phải để cho mình cay sống mũi lên. Thì lúc đó mình mới thực sự học. Và mình rất là biết ơn những cái khoảnh khắc đấy, để nó làm ra được cái con người mình giống như ngày hôm nay. Đó, và tất cả những cái mọi ân cần bây giờ nhà gia đình anh cũng hết. Và mọi chuyện thì nó cũng hoàn toàn là tốt đẹp. Đó. Thì đấy là một trong những cái mà rất là thú vị, đúng không? Okay. Em nghĩ là bất cứ khi là các bạn làm trong môi trường tại Nhật, cũng là làm công ty Nhật hoặc tại môi trường làm ở bên Nhật Bản, thì cũng có những cái khoảnh khắc và những cái thời điểm đó. Và em nghĩ chính những cái khoảnh khắc và thời điểm đó sẽ tạo ra cái động lực của mình và sự cái nỗ lực của mình, sẽ mình cần phải kiên trì và duy trì và luôn luôn nhớ trong đầu những cái thời điểm đó. Thường thì em nghĩ là mọi người hay lựa chọn những con đường dễ dàng và mọi người sẽ lựa chọn theo một cái hướng đi mình cảm thấy là ok, nó tốt đẹp và mình không cần đấy, không cần phải là cố gắng và nỗ lực quá nhiều. Nhưng mà mình tin rằng là hãy các bạn có một khoảng thời gian nhất định nào đó thôi, các bạn cứ nỗ lực, hãy chọn được con đường khó đi. Em nghĩ là nếu khi mà chọn con đường khó và khi kết thúc cái con đường khó đó thì mình sẽ có một cái tầm nhìn cũng như một cái suy nghĩ đó là thực sự là khác hơn. Ok, rất là hay, cảm ơn em. Cái ngồi cho đây các bạn có vẻ là hơi khó nhìn vào trực diện em, thì em đổi ghế cho anh đi. Em ngồi sang đây đi. Đó, để các bạn ấy được ngắm diễn giả của chúng ta ngày hôm nay nhiều hơn. Các bạn nhìn được khuôn mặt trực diện rồi đúng không? Khuôn mặt ăn tiền rồi đúng không? Ok. Rồi, và tiếp theo thì giống như bạn Lê Lý, anh chia sẻ một chút về cách học tiếng Nhật được không ạ? Ok. Vâng, ok. Cách nào để em có thể có được N1? Vâng, có thể vào thời điểm đó, thì thời điểm mà em học bắt đầu từ khoảng 2015 cho đến 2018, thì thời điểm đó thì chỉ có những nếu mà về các bạn là em cũng sẽ tự học. Nghĩa là các bạn sẽ tự học chết.
Thì thứ nhất em nghĩ là về cái mục tiêu là mình đã đặt ra N1 và sau đó mình sẽ set up được một cái kế hoạch đó. Thì mỗi ngày vừa rồi như em cũng đã chia sẻ, như mình cũng đã chia sẻ là mình set up rồi là 2 tiếng đồng hồ và 2 tiếng nhỏ. Và thường thường thì em cũng rất hiểu là con người mà mình không thể nào duy trì được sau một ngày làm việc rất là vất vả như tất cả mọi người các bạn thì cũng không thể nào duy trì được liền thì 2 tiếng ngồi tại bàn và chúng ta học được một cái môn gì đó. Nên vì đó thì mình cũng chia sẻ kinh nghiệm một chút là thứ nhất là bạn đặt mục tiêu ra có thể là tùy theo cái tần suất công việc của mọi người, có các bạn sẽ phải đi làm rất muộn mới về. Có những bạn là mình chỉ làm đến 5 giờ chiều và mình làm ở mình về nhà thì cũng còn rất nhiều khoảng thời gian buổi tối thì cái đó mình cũng là tùy các bạn sẽ sắp xếp. Nhưng với các bạn mình nghĩ là nếu mà tối đa được các bạn sẽ đặt 2 tiếng đồng hồ cho mỗi ngày học. Mỗi ngày học xong sau đó thì 2 tiếng học thì bạn sẽ chia nhỏ ra là 1 tiếng mình sẽ học cái gì và 1 tiếng mình sẽ học gì. Có thể em chia sẻ một chút là hiện tại bây giờ em cũng không học lại N1 các thứ nhiều lắm, nhưng em thấy là có mấy mục độc cai, đầu tiên là bưng bô đúng không ạ, đầu tiên là ngữ pháp rồi. Xong học độc cai hay chô cai đó thì 1 tiếng mình dành ra học chô cai, sau tiếp tục 1 tiếng mình học ra bưng bô thì mình sẽ có cái mindset khi mà cái não của mình á không thể nào duy trì được quá 4-5 phút. Đó chính là cái lý do tại sao mà các giờ học tại Việt Nam mà chỉ duy trì được 4-5 phút thôi. Em nghĩ đó cũng là cái lý do não mình không thể duy trì được quá nhiều thời gian. Khi mình chia sẻ là đầu tiên là việc mình lên một cái kế hoạch hàng tuần và mình duy trì, và cái duy trì là ngày nào mình cũng sẽ học được như thế. Nếu mà ngày nào bận quá thì mọi người có thể là duy trì là 1 tiếng học, nhưng mà 1 tiếng học của hôm đó mình đang nợ và mình cứ nghĩ là cuối tuần mình sẽ phải bù lại. Rồi. Là cũng như là em đang nợ anh một cái gì đó sẵn sàng là ngày cuối tuần hoặc là em nói em sẽ phải lại trả anh. Rồi. Đó, vậy sẽ có chuyện thế. Giống như phải nợ tiền luôn đúng không? Tiền. Mình thứ nhất là về cái khoảng em chia sẻ nhất là về cái lúc mà đặt thời gian khi mình học, khi mình đặt ra một cái kế hoạch cụ thể đó mình cứ follow theo cái kế hoạch đó thôi. Mình sẽ không cần phải nghĩ nhiều là mình cần như nào. Thứ hai nữa là mình cũng chia sẻ là mọi người có thể tham khảo thêm về các cái trung tâm học tiếng Nhật dành cho từ học sinh đến anh ở bên du học sinh thì anh cũng có thể học tham gia các buổi như thế, hoặc các bạn làm thực tập sinh ở bên Nhật thì cũng có thể tìm thêm các cái trung tâm tiếng Nhật tình nguyện đó. Các trung tâm tiếng Nhật tình nguyện thì có tùy từng khu vực thôi. Còn đâu câu chuyện của em thì lúc đó thì em tìm đến ba trung tâm vào ngày chủ nhật, em làm từ thứ hai đến thứ bảy và chủ nhật thì mình nghỉ, thế là sáng một trung tâm, chiều một trung tâm và khoảng từ 6 giờ cho đến 8 giờ tối một trung tâm. Thế đó là lúc đó thực ra thì em chưa nhận là mình không biết làm cái gì khác ngoài việc học. Đó là cái có thể tham mọi người tham khảo thêm cái việc là tìm một số trung tâm học tiếng Nhật tại đó thì em nghĩ là cũng một môi trường rất là tốt. Khi mà tùy từng trung tâm họ sẽ set up ra cho mình là tùy từng level của các bạn là vào đâu thì các bạn sẽ vào cái lớp đó. Thì đầu tiên em cũng vào cái lớp trung cấp thôi. Xong sau khoảng được đến 2 năm rồi thì em bắt đầu được tham gia vào cái lớp cao cấp. Cao cấp đúng không? Thế mà cái đó là cái điểm thứ hai. Và một điểm thứ ba nữa thì là nếu mà các bạn có một cái đam mê thể thao hoặc một đam mê về một cái thể thao hoặc một cái môn nào đó mà các bạn muốn chơi, ví dụ như bản thân em thì em đam mê về cầu lông, và các bạn nếu mà đam mê về bóng đá thì có thể là tham gia vào các câu lạc bộ bóng đá của cái thị trấn đó, cái khu vực đó, hoặc một cái câu lạc bộ nào đó như là về thể dục thể thao. Thì ngược thêm vào cái đó thì các bạn có thể, thứ nhất là mình có thể tăng nghĩa là tăng được những cái cơ hội được giao tiếp với cả người Nhật. Và cái thứ hai thì mình cũng hiểu được cái văn hóa khi mà tiếp xúc với người Nhật như thế nào. Thì theo em thì em có 3 hướng. Thứ nhất là mình set up đầu tiên là cái kế hoạch học tập hàng ngày. Thứ hai đó là tham gia câu lạc bộ tình nguyện tiếng Nhật. Thứ ba đó là nếu mà có thể các bạn có thể tham gia một câu lạc bộ thể thao nào đó vừa nâng cao sức khỏe lại vừa có cơ hội học thêm. Rất là hay, mình lại được học Kaiwa giao tiếp miễn phí. Mình cũng sẽ trở nên giỏi hơn. Cảm ơn em rất là nhiều. Em có thể chia sẻ ngắn gọn một chút nữa là về để có được GPT N1 thì em nghĩ rằng là điều quan trọng nhất để mình thi đỗ được N1 nó là gì? Dĩ nhiên là bản thân anh làm về đào tạo thì anh thấy rằng là cái từ vựng nó là cái yếu tố then chốt khá nhiều để mình có thể có được N1 đó. Thì em theo em là để N1 thì em thấy là có những cái yếu tố gì quan trọng? Em chia sẻ một chút là về nếu mà để đạt được GPT N1 thì mỗi bạn sẽ có một cái kinh nghiệm học khác nhau và mỗi người sẽ có một hướng học khác nhau, cũng như là em suy nghĩ là mỗi bạn sẽ có một cái năng lực của cái mảng nào đó rất rõ. Ví dụ một bạn rất là giỏi từ vựng nhưng có thể bạn nghe chưa tốt. Có thể có những bạn đọc hiểu cực kỳ là tốt nhưng có thể là mục nghe của bạn lại chưa cảm thấy ổn lắm. Mà em sẽ chia ra làm hai hướng để các bạn thi đạt được GPT.
Thứ nhất là bản thân mình cảm thấy, nghĩa là trong bốn mục đầu tiên là em nghĩ là từ vựng, ngữ pháp, và mục thứ ba là độc cai, nghe hiểu, và thứ ba là chô cai, đúng không? Thì tất cả các bạn cứ nhìn nhận lại bản thân mình một chút là mình sẽ giỏi cái mục nào, giỏi mục nào nhất thì mình sẽ tập trung vào cái mục đó, và mình sẽ dành nhiều thời gian hơn cho nó một chút. Tất nhiên các mục kia thì tất nhiên là các bạn cũng phải dành thời gian, không phải bỏ bê, đúng không? Vâng, vâng, vâng. Thì đối với cả bản thân em thì em sẽ cảm thấy em mạnh hai cái điểm. Thứ nhất là về từ vựng, và thứ hai về phần nghe. Còn phần đọc hiểu của em thì em cũng chia sẻ là mình cũng chia sẻ một chút là em cũng không thực sự giỏi lắm. Và có thể bằng GNPT là một, thì như mọi người cũng đã biết thì vừa rồi sensei Điệp cũng có chia sẻ một câu chuyện là có một bạn là 178 trên 180, thì em cũng thực sự là cực kỳ là vô cùng ngưỡng mộ những tài năng như vậy. Em chia sẻ bản thân em chút thì nếu mà GNPT L1 đúng không ạ, thì có thể là từ mức điểm là 110 đúng không ạ, và từ 110 đổ lên trên 170 thì là mắc điểm. Nhưng đó thì chỉ cần 110 đổ lên là các bạn có thể đỗ được rồi. Đó thì nếu các bạn hướng theo cái hướng là bản thân mình thì mong muốn thi GNPT L1 và mình sẽ xác định tập trung vào cái điểm mạnh của bản thân mình trước, và những cái điểm của mình chưa mạnh thì mình sẽ duy trì ở mức là không phải là điểm quá thấp. Em chia sẻ cái điểm nghe của em trước đây thì em đạt điểm 50 điểm. Vâng, nhưng cái điểm đọc của em thì nó chỉ đâu đó khoảng độ 20 thôi. Vâng, em sẽ thêm từ vựng thì có thể là cao hơn một chút. Vâng. Ok. Vậy thì cái lời khuyên của bạn đó chính là đối với lại bản thân mình thấy là mình ưu thế và vượt trội hơn cái khoản nào, mình đầu tư để cho nó tối đa lên. Tối đa số điểm lên. Đó, và ví dụ như là xin nghĩ thấy nó rất là hợp lý, bởi trong 3 phần nghe hiểu này, đọc hiểu này và từ vựng. Nếu như mà chúng ta tốt được 2 rồi thì kiểu gì chúng ta tỷ lệ thắng chúng ta cũng sẽ mạnh hơn rất là nhiều. Đó, thì đây là một trong kinh nghiệm, nhưng mọi người đừng có bỏ bê một phần nha. Đấy, đúng là ạ, vâng. Nhiều hơn thôi chứ không phải bỏ bê. Đúng ạ. Rồi, và đến bây giờ nó là một câu hỏi mà có rất là nhiều bạn quan tâm. Đó chính là em có thể chia sẻ cho các bạn là thời điểm ở bên Nhật, tiếng Nhật thì chắc chắn cần rồi các bạn nha, chứ không ai về Việt Nam chúng ta rốt tiếng Nhật và chúng ta lại có được công việc tốt. Ở đây điều tối thiểu chúng ta phải đạt được là N2 hoặc là N1. Đó, tối thiểu là phải là N2, còn cao hơn nữa N1 thì tốt. Đó. Nhưng ngoài tiếng Nhật nó ra thì em cần có cái gì nữa? Đấy, để có thể về Việt Nam là mình có thể tìm ra một cái công việc mà cái mức lương của nó cũng đã là đâu đó còn tầm là 800 đô rồi. Đó, đó là điều đầu tiên. Bởi vì anh thấy rằng có rất là nhiều bạn cũng N2, N1 về Việt Nam nhưng mà mức lương rất là thấp và thậm chí là khó khăn trong việc là xin việc, đúng không? Đấy là cái câu chuyện mà các bạn có thể nghe thấy được rồi. Thì em có thể chia sẻ cùng mọi người được không? Vâng, em cũng chia sẻ nghĩa là theo câu chuyện của em, theo suy nghĩ hướng của em. Thứ nhất là về cơ bản thì khi mình đi bắt đầu vào công việc nào đó thì cái bằng cấp của mình sẽ là cái đầu tiên, cũng như em nghĩ về văn hóa Việt Nam cũng như Nhật, là bạn có phải là người tốt nghiệp đại học hay không, đai sổ dự nonigen disco, như em nghĩ là như vậy. Đầu tiên thì cũng như là bằng N1 thì cũng là một bằng N1, cũng như là bằng N2, bằng chứng chỉ tiếng Nhật cũng là một cái bước để người ta nhìn vào cái CV của mình và nhìn vào cái công việc của mình, à bạn này đã tốt nghiệp N1 và bạn này đã tốt nghiệp N2 đó. Thì ngoài cái việc là có bằng đầu tiên ra thì em cũng cảm nhận thấy là có hai cái điểm nữa mà mọi người cũng sẽ cần chuẩn bị. Thứ nhất là khi có thể là về Việt Nam rồi mình mới có thể thích nghi được cái công việc mà mình biết có thể mình làm được cái việc gì. Thứ nhất là em biết về cái khả năng giao tiếp, và cũng như mọi người có thể là rất là hiểu là khi đối với cả một số bạn, tuy nhiên là các bạn chỉ có N3 thôi, nhưng cái khả năng giao tiếp cũng như khả năng communication của các bạn là cực kỳ rất là tốt. Đó. Thêm đó là khi mà mình đã có một cái bằng rồi thì em nghĩ là mình cũng sẽ tăng cường thêm cái khả năng giao tiếp của bản thân mình, giao tiếp ngôn ngữ. Vâng. Một cái điểm thứ hai nữa là thực ra nếu mà mọi người cũng đã có thời gian làm việc tại bên Nhật rồi, và khi mà mọi người mong muốn trở lại Việt Nam thì mọi người cũng đang định hình trong đầu mình là có một cái tư duy của cuộc sống tại bên Nhật và về Việt Nam thì nó cũng sẽ có một cái gì đó là Việt Nam. Nhưng mình cũng chia sẻ, em cũng chia sẻ lại một chút là khi về Việt Nam thời gian đầu về cơ bản ai cũng sốc. Sốc một chút, một chút thôi. Anh muốn quay lại Việt Nam này, thật rồi. Sự sốc. Vâng, đấy là sốc văn hóa cũng như là về cái tác phong làm việc cũng như là cũng nhiều vấn đề tại sao Việt Nam. Thì có thể mọi người là cũng lúc đó thì mọi người sẽ lại bước vào một chút phân vân nào đó là về Việt Nam như thế này, đúng không ạ? Thì sao Việt Nam lại thế này, bên Nhật thế kia cơ mà, đúng không ạ? Em nghĩ tại sao lại lúc đó mọi người sẽ phân vân là hay là mình suy nghĩ lại, mình có thể là làm thêm 2 năm nữa, hoặc mình có thể là đi làm thêm một công việc nào đó tại bên Nhật chứ không phải tại Việt Nam. Đúng rồi. Đó, vâng, thì em nghĩ là cái bước mình chuẩn bị cái tinh thần của mình cũng là một cái
cũng cũng khá là quan trọng. Quan trọng đúng không? Vâng. Ừ. Vậy thì có thể tóm tắt lại một lần nữa, đó chính là về năng lực tiếng Nhật. Đâu đó là khoảng tầm N2 hoặc N1. Dạ vâng. Và cái yếu tố then chốt cần tiếp theo đó chính là năng lực về giao tiếp. Đó. Nếu như mà cái đặc thù công việc của mỗi người, dù như là các bạn xác định là làm về kế toán chẳng hạn, rồi thì nó cũng không phải đến mức độ là giỏi giao tiếp xuất sắc. Đúng rồi, dạ nhưng vâng. Nếu mà chúng ta muốn có nhiều cơ hội hơn, đó thì các bạn sẽ xác định một cái tinh thần là mình giỏi về giao tiếp. Bởi vì đối với ngay cả bản thân anh thấy nhá, dạ. Nếu như một người giỏi về cái kiến thức GPT thì bạn ấy có thể giới hạn công việc liên quan đến việc là kế toán, đó hoặc là về làm giáo viên tiếng Nhật. Đó, giáo viên tiếng Nhật, bởi vì liên quan đến việc là kỹ năng GPT thì nó không không phải là liên quan đến việc là giao tiếp hay là về biên phiên dịch. Đó, biên phiên dịch là dịch thuật á, là dịch thuật chứ không phải là mình đi dịch cho sếp nhá. Đó, là dịch thuật á. Thì mình có thể ngồi bàn giấy, nó không cần thiết phải là giao tiếp đúng không? Vâng. Tuy nhiên nhưng mà nếu như mà cái công việc mà nó lại chỉ cần duy nhất liên quan đến là GPT, nó không cần, nó không có cái kỹ năng giao tiếp thì mức lương nó không phải thực sự là quá cao. Đó, đó là cái điều mà anh có thể nhìn thấy, nó đâu đó dao động khoảng tầm từ 8 cho đến 12 triệu đối với những công việc là không cần giao tiếp. Vâng. Nhưng mà nhá, các bạn cứ hình dung mà xem, nếu như mà giả sử các bạn có cho mình được cái năng lực giao tiếp tốt, đó, thì các bạn lại có rất là nhiều những công việc khác liên quan đến việc là về tiếng Nhật. Dạ. Dụ như là chúng ta đi phiên dịch chẳng hạn, đó, chúng ta đi phiên dịch, chúng ta làm trợ lý giám đốc, đó, hoặc chúng ta có thể làm đối ngoại. Rồi. Và nói thật với em là cái mức lương của đối ngoại bây giờ tìm để sẵn sàng trả cho một người là 30 triệu là cái điều mà anh hoàn toàn có thể sẵn sàng trả nếu như bằng năng lực giao tiếp của bạn tốt. Đó, có thể nói chuyện được với lại người Nhật chưa thế thôi. Đó, nhưng mà tìm ra được thì lại thực sự nó không nhiều. Vừa mà anh rất là thấm cái câu đó là nếu như mà chúng ta lên càng cao thì ở trên không khí có càng trong lành và mình càng đỡ phải bon chen. Vâng. Thì cái việc là nếu như mà các bạn có cho mình được cái bằng GPT N2 hoặc N1, đó là điều đầu tiên tuyệt vời rồi. Nhưng chúng ta có thêm cho mình một cái năng lực về giao tiếp. Thì hiển nhiên rằng là chúng ta lại đang ở một cái vị trí cao hơn. Vì vậy mà cái câu trả lời cho tất cả các bạn đó chính là mình nên cố gắng là chúng ta sẽ học làm sao để mình có thể có được cả năng lực giao tiếp nữa. Dạ. Và đấy là cái lý do tại sao mà Minato của anh cũng đã ấp ủ rất là nhiều về cái việc là khoa học về giao tiếp. Dạ, và ngay cả khi mà các bạn ấy trở về Việt Nam thì mình dạy giao tiếp nó không phải là chỉ là khóa học giao tiếp bình thường giống như các trung tâm khác. Dạ, mà là giao tiếp tiếng Nhật về chuyên ngành. Vâng. Ví dụ như là biết chẳng hạn mà em muốn học về đối ngoại, sau này em muốn làm đối ngoại, ok, Minato sẽ sẵn sàng để training cho em đào tạo liên tục trong 2 tháng. Vâng. Chỉ 2 tháng em không có làm bất kỳ công việc nào khác, chỉ có ăn và học liên quan giao tiếp. Và để cho 100% giáo viên người Nhật sẽ support trong cả 2 tháng đó. Dạ, làm sao để đẩy mạnh cái kỹ năng giao tiếp của em lên. Dạ, vâng. Thì lúc đó em đi xin việc nó sẽ dễ hơn rất là nhiều. Dạ, đúng rồi. Đó. Cái đấy cũng là một cái bước đệm cực kỳ quan trọng. Đúng rồi, khi mà để các bạn có thể là assign vào một công việc nào đó. Dạ vâng. Vậy thì anh hình dung ra là cái lý do để em làm một thực tập sinh giảng giáo, em về Việt Nam em có thể tìm được một cái công việc có mức lương đâu đó khoảng tầm 18 đến 20 triệu. Là đầu tiên là em có bằng GPT N1. Thứ hai là em giỏi về giao tiếp. Vâng. Ngoài ra em còn nghĩ rằng là mình có một cái gì đó cần để mình có thể may mắn tìm được một công việc như thế không? Vâng. Em nghĩ là cái này có thể là hơi em chia sẻ sẽ cá nhân một chút. Cái này bởi vì tính cách của mỗi bạn và mỗi người sẽ hoàn toàn khác nhau và điểm mạnh điểm yếu của mọi người sẽ là khác nhau. Đó. Nhưng mà em nghĩ cái cốt yếu nhất, có điều nhất của tất cả các bạn mà mong muốn làm việc trong môi trường Nhật thì em nghĩ là sẽ bằng cái tâm ạ. Bằng cái tâm. Em nghĩ sẽ bằng rất là bằng cái tâm. Em cũng luôn luôn nhớ một câu mà nghĩa là người thầy ở bên Nhật của em cũng nói, chỉ là đối với cả bất cứ một cái con người nào, hay đối với cả bất cứ một cái việc gì đó thì mình hãy làm bằng tất cả một sự chân thành của mình. Em nghĩ là bản thân em có thể đi xa được, nghĩa là tạm thời bây giờ em cũng không đi xa được lắm, nhưng mà em đi đến cái thời điểm hiện tại này em nghĩ là chính bằng cái tâm đúng của mình. Vì bất cứ khi mà hay là em được ngồi nói chuyện với các anh tại đây, hay được ngồi nói chuyện với tất cả các bạn tại đây thì hay là tất cả mọi người đã support em rất là nhiều đây. Em thực sự cũng là cảm ơn tất cả mọi người và bằng cái sự chân thành từ trái tim của mình. Và bất cứ một việc gì đó khi mọi người làm cho mình sẽ bằng luôn luôn bằng sự biết ơn, và mình cũng muốn đáp lại người ta bằng chính cái tâm đó. Em nghĩ cái điều đó thì là cái điều mà mọi người được đi xa nhất. Đúng rồi, chính xác. Vâng. Đó, vậy thì anh có thể tổng hợp thêm một yếu tố nữa để các bạn có thể chuẩn bị cho cái việc là bước đệm trở về Việt Nam. Ngoài việc là tiếng Nhật có bằng một cái chứng chỉ nào đó cụ thể, N2 hoặc N1, chúng ta sẽ cần có năng lực giao tiếp. Năng lực giao tiếp càng tốt thì mức lương nó sẽ càng cao. Nhưng như thế nó cũng hẳn là chưa đủ, bởi mình sẽ cần phải có một cái gì đó làm việc bằng cái tâm. Anh thấy rằng là anh em mình có một cái điểm chung rất là lớn, bởi vì ngay từ cái thời điểm mà anh lên Tokyo, anh học và làm việc ở trên đấy, thì không phải là cái công việc của mình nó là một công việc nó ở vị trí thấp,
là mình buông bỏ nó, giữa ngay cả trong việc là rửa bát. Thì anh đều cố gắng là mình sẽ là người rửa bát sạch nhất và nhanh nhất. Vâng. Đó, đạt hiệu quả cao nhất. Dạ. Cũng giống như kiểu là khi mà anh làm việc ở ngoài hộ đự là lễ tân. Ồ, vâng. Thì anh cũng sẽ cố gắng làm sao mình hiệu quả nhất. Trong dạ. lúc mà không có khách thì anh sẽ đi lau dọn xung quanh. Dạ. Đó là cái điều mà bà giám đốc, bà chủ quán nói rằng là trong 30 năm bà mở quán chưa thấy bất kỳ một người nào mà nhân viên tự động cầm cái khăn đi để lau quán. Và tự chui vào trong những gầm bàn hay ngóc ngách ghế để thu dọn. Vâng. Đó là cái việc là mình yêu lao động mà. 30 năm. Ờ, 30 năm. Và trong cái khoảng thời gian mà anh làm việc đấy thì cũng chia sẻ với em thật sự luôn là anh luôn luôn trân trọng cái công việc của mình, bởi vì nó dù là vất vả hay không, vâng. nó đều mang lại cho mình cái thu nhập. Hiện tại nó đang nuôi sống được mình. Vâng. Anh luôn luôn trân trọng nó. Ngay cả khi mà dọn toilet thì mọi người thấy rằng là chúng ta đều bịt mũi, chúng ta cỏ cọ. Vâng. Anh không, anh ngồi anh ôm lấy cái toilet đó để vâng. xem ngóc ngách nó còn sạch hay chưa. Vâng. Thì khi mà mình làm việc bằng tất cả những cái sự chỉn chu và tất cả cái sự nhiệt huyết của mình thì lúc đó mình nhận được cái sự đánh giá cao. Và khi mà anh đến cái quán đấy trong 30 năm đó thì vâng. anh là người đầu tiên Việt Nam bước vào quán. Ồ, vâng. Trước đó thì toàn là người Trung Quốc và người Nhật. Đó, nhưng mà vâng. bây giờ từ khi mà anh bước vào vâng. thì toàn bộ nhân viên quán lại thay hết bằng người Việt Nam. À, đó, đấy là một trong những cái mà anh cảm thấy được rất là vui. Khác với nhau đấy, vâng. đấy. Thế nên là các bạn thấy rằng là nó không phải đương nhiên một người là thực tập sinh giàn giáo về Việt Nam lại có một cái mức lương như hiện tại bây giờ là 28 triệu. Người ta sẽ cần thiết phải có cho mình cái sự nỗ lực vượt qua được những cái nghịch cảnh ở bên Nhật. Đó là điều đầu tiên để có được cái trình độ N2, N1. Tiếp theo là phải có năng lực tiếng Nhật giao tiếp tốt. Đó. Và cái thứ ba đó chính là mình sẽ cần thiết phải có được một cái thái độ làm việc chỉnh chu. Vâng. Và cái điều mà anh thích nhất ở biết ngay từ cái thời điểm mà anh em mình nói chuyện. Dạ, bởi vì anh định đúng. Mời em về Minato để làm nhưng mà không có đủ tiền để trả cho em. Thì bây giờ anh vẫn thấy là mình không đủ tiền thật. Thì anh thấy được một cái gọi là sự nói chuyện một cách rất là chân thành. Và đây nó là cái thứ chân thành. Anh nghĩ rằng là có thể là ngay từ đầu tiên bác nghiệp đoàn ở bên giám đốc nhận em để làm giám giáo nó cũng là một lý do. Dạ. Và thứ hai là cái sự chân thành ở trong cái chính con người mình. Mình không lươn lẹo và trong công việc thì mình luôn luôn cố gắng nỗ lực hết mình. Dạ, vâng. Thì đấy là cái cách để người khác tôn trọng mình. Và cái giá trị mình nó cũng thể hiện ở đấy. Thì đây nó là một cái câu chuyện mà cũng rất là mong mọi người hãy suy nghĩ. Dạ. Đấy, việc là công việc của mình dù vất vả như nào chăng nữa nhưng ở đó mình sẽ học được những bài học. Và ở đó mình sẽ tôi luyện được con người của mình. Rất quan trọng. Và đối với bản thân anh bây giờ cũng thế, ngay cả khi anh thành lập ra Minato, anh luôn luôn muốn là cái môi trường làm việc của Minato nó luôn luôn phải gọn gàng, luôn luôn phải sạch đẹp. Và nó có một cái gì đó nó phải có sự chỉn chu thì nó sẽ đi cùng với lại cái thái độ và tính cách của một người chủ. Đó thì anh nghĩ rằng là bất kể sau chúng ta làm cái gì chăng nữa thì mình cũng sẽ trở thành một người khác nếu như chúng ta có sự chỉn chu trong người, đúng không? Đó. Thì em có thể chia sẻ một chút về cái quãng đường là trong 3 năm đó vừa qua xin việc đầu tiên em về nước này em tìm việc bằng cách nào đó và em enjoy công việc như nào đó và em trải qua những công việc gì để có được cái thời điểm như bây giờ không? Vâng. Thì em cũng chia sẻ một chút là từ hồi bắt đầu về nước là tháng 7 năm 2018 đến giờ thì cũng được khoảng độ đâu đó là hơn 4 năm, nghĩa là cái chặng 4 năm. Thì em cũng đã trải qua rất là 3 công việc. Vâng. Thứ ba công việc mà em cảm thấy là mỗi công việc trải qua mình đều có thể học hỏi được rất là nhiều. Và mình cũng để lại tất cả những người làm cùng việc cùng mình làm một kiểu tượng rất tốt và đến bây giờ em vẫn liên lạc lại với cả mọi người. Thì công việc thứ nhất của em thì về cơ bản là lúc đó làm trong công ty xuất khẩu lao động. Xuất khẩu lao động thì làm vị trí là phát triển thị trường. Vị trí phát triển thị trường. Nghĩa là có thể mọi người cũng đã từng rất là hiểu làm việc trong công ty xuất khẩu lao động là và trước đây thì cũng chính là em là người thực tập sinh và em đã quay lại cái môi trường đó và em làm một vị trí đó khác thôi nhưng cũng là tức là ở cùng công ty xuất khẩu lao động. Vâng. Thì trong công ty xuất khẩu lao động thì cái công việc thì cái quá trình tìm việc thì cũng là cũng chia sẻ với các bạn một chút là ok thì mình có thể lúc đó là mình đang ở cái vị trí lúc đó là N1 và mình cũng biết giao tiếp một chút. Đấy. Nhưng lúc đó thì trong đầu mình là cũng cái tầm nhìn cực kỳ là hạn hẹp. Chia sẻ với các bạn là mình cũng không nghĩ là mình làm được cái việc gì khác ngoài việc là vào công ty xuất khẩu lao động làm. Em chia sẻ là thế. Có thể cái thời điểm nó sẽ là như vậy. Thì lúc đó em chỉ nghĩ là làm vào công ty xuất khẩu lao động thôi và em cũng chỉ có tìm những công ty xuất khẩu lao động đang tuyển người thì em cũng sẽ vào phỏng vấn và làm việc tại công ty đó. Vâng. Đó thì vào công việc công ty xuất khẩu lao động thì việc cơ bản của cũng sẽ có rất nhiều các ban ngành làm việc thì em làm vị trí là phát triển thị trường
Ban chỉ huy trường thì cũng về các bạn thì cũng là sale đấy ạ. Vâng, là sale đối với cả các nghiệp đoàn, các công ty tại bên Nhật. Rồi. Và một nửa 50% công việc nữa là quản lý cũng như là đối ứng khi mà khách sang Việt Nam. Đó, thì cũng đến khoảng thời điểm trước dịch Corona thì là đợt tháng, em nhớ là cuối tháng 12 năm 2019, đầu tháng 1 năm 2020. Thì đó cũng là cái thời điểm mà tất cả mọi người ở bên Nhật hay Việt Nam thì mình cũng chia sẻ lại cũng cực kỳ rất là khó khăn. Rồi. Tại thời điểm đó, mà cũng là một kỷ niệm rất đáng nhớ trong cuộc đời. Của tất cả mọi người ấy như vậy. Vâng. À, thì cũng cái thời điểm đó thì em cũng tình cờ thôi. Em cũng nhận được một lời phỏng vấn, lời mời đi. Vâng, lời mời phỏng vấn ở bên chỗ công ty cũ em đang làm là công ty Electric Việt Nam. Thì em chia sẻ một chút về công ty này, thì nếu mà mọi người học về ngành kinh tế cũng như là nghĩa là biết một chút về các ngành thương mại ở bên Nhật thì mình có thể chia nhỏ ra. Ở bên Nhật thì có 4 cho đến 5 cái tập đoàn thương mại là cũng cực kỳ tập đoàn kinh tế là thuộc dạng lớn nhất tại Nhật Bản. Là một là Mitsubishi Soji và Itochu Soji và Mitsui Soji. Vâng, cũng thêm một tập đoàn nữa. Vâng, đó Marunabe đúng không ạ? Vâng, để em thấy tập đoàn thế thì em cũng rất là may mắn khi mà ở công ty Electric Việt Nam là một trong những công ty con của tập đoàn Itochu Soji, là tập đoàn cũng tương đối là lớn mạnh nhất tại Nhật Bản. Thì cũng em cũng tình cờ thôi, thì là cái offer này thì cũng là nhờ bên chị, một chị bạn của chị gái em cũng giới thiệu qua là thôi cứ đi phỏng vấn thử đi, mặc dù lúc đó em rất là happy về cả công việc của mình. Bản thân mình cũng không có một cái vấn đề gì lăn tăn về cái việc của mình nữa. Đó, nhưng mà cũng tình cờ thì bản thân mình cũng là một cái rất là thử sức. Đó, thì em cũng chia sẻ một chút là khi mà cái bằng cấp mà hầu như mọi người các công ty Nhật tại mong muốn phỏng vấn tại Việt Nam thì thường mọi người ít nhất là tối thiểu mong muốn là phải tốt nghiệp đại học. Thì anh tốt nghiệp đại học đúng không? Vâng, cái điều đó là kiểu hồ sơ đầu tiên. Nếu mà phỏng vấn tại Nhật thì có đến 2 đến 3 vòng. Rồi, thì rồi. Đầu tiên bước được phòng đầu tiên sẽ là Soroi Senko, đúng không ạ? Vâng. Trải qua bước lọc hồ sơ thì em cũng may mắn là không hiểu sao thì mọi người lại lựa chọn em mà em là hoàn toàn là khác biệt với cả tất cả. Đúng không? Thực tập sinh về nước. Vâng, cũng không phải có bằng đại học. Dạ, vâng. Đó, và cũng chỉ là cơ bản rất là học vấn thì cũng rất là bình thường. Không có gì đó là cực kỳ lợi ích lắm. Vâng. Cái vị trí đó thì là tuyển vị trí của trợ lý tổng giám đốc. Trợ lý tổng giám đốc. Trợ lý tổng giám đốc mà công ty tập đoàn lớn cũng sẽ đang tham gia xâm nhập vào thị trường Việt Nam. Và cái mảng chính của bên công ty đó là làm cái mảng xăng dầu và chăm sóc xe hơi. Đó, vâng. Thì em cũng tình cờ là phỏng vấn qua công ty ở bên đó. Thứ nhất là một lần qua lọc hồ sơ và một lần phỏng vấn nữa. Một lần phỏng vấn nữa thì cái lần mà phỏng vấn đó thì em chia sẻ một chút là đợt đó là em nhớ chính xác là khi mà 32 ứng viên lọc hồ sơ. Xong sau đó là chọn còn 16 ứng viên phỏng vấn trực tiếp. Và em cũng thật ra cũng em nghĩ là may mắn thôi. Cũng thực ra bản thân may mắn là là được bác giám đốc là chọn và em cũng làm việc trong cái vị trí là trợ lý tổng giám đốc trong công ty Electric Việt Nam 3 năm. Rồi rồi. Vâng, đến thời điểm tháng 10 vừa rồi thì em lại bước sang một cái thử thách mới. Rồi thế tạm dừng lại tại đây đi nhá. Để anh hay quá. Vâng. Vậy thực ra thì em thấy là những cái người mà cố gắng thì bao giờ chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều những cái may mắn. Dạ, vâng. Bởi vì anh hiểu là đây là công ty con của một công ty tập đoàn rất lớn. Đó thì người ta sẽ luôn luôn nhìn vào bằng cấp và luôn luôn nhìn vào một cái gì đó nó cụ thể. Nhưng mà để mà người ta lựa chọn cái hồ sơ CV của mình thì nó cũng sẽ cần phải có một cái may mắn gì đó là đúng rồi. Dạ, vâng. Đó, nhưng mà anh nghĩ rằng là may mắn nó không hề đến với những cái người gọi là không có sự cố gắng. Bởi vì may mắn nó luôn luôn đến với chúng ta khi chúng ta cố gắng. Chỉ khi chúng ta cố gắng thôi thì may mắn nó mới đến. Và ngay cả những người mà không cố gắng nhá, mà may mắn nó có đến thì nó cũng không thể làm được gì đúng không? Dạ, bởi vì vâng. Nếu như mà may mắn em vượt qua được cái vòng phỏng vấn hồ sơ đây, vâng, đây nhưng mà vào phỏng vấn trực tiếp thì nếu như mà em thực sự không cố gắng từ trước bây giờ thì em không thể mà có thể làm được gì đúng không các bạn? Đó, vậy mà các bạn hãy luôn luôn cố gắng lên. Cố gắng nó sẽ mang lại may mắn cho tất cả chúng ta các bạn nhá. Đó là cái yếu tố đầu tiên. Và cái yếu tố số 2 mà anh cũng muốn nhấn mạnh với các bạn rằng là có rất là nhiều bạn là thực tập sinh ở đây và chúng ta nghĩ rằng là mình chưa có một cái bằng đó đó đại học hay là cao đẳng hay gì cả. Chúng ta nghĩ rằng là như thế thì mình mất đi cái cơ hội để có thể làm được một công việc vị trí tốt. Nhưng cái quan trọng nhất là chúng ta có năng lực hay không. Dạ, vâng. Đó, chúng ta có xử lý và cái thái độ trong công việc chúng ta như nào và cái thứ mà chúng ta thể hiện ra làm sao thì nó là cái vấn đề liên quan quan trọng đúng không? Dạ, giống trường hợp của bạn biết đấy, chẳng hạn bạn cũng là thực tập sinh dần giáo thôi nhưng mà hoàn toàn có thể làm trợ lý giám đốc cho một công ty con của một tập đoàn rất là lớn. Đấy, thì mình luôn luôn phải hiểu rằng là cái cơ hội bây giờ nó khác rồi. Vâng. So với cái thời điểm mà bố mẹ hoặc là thầy của anh mình thì nghĩ rằng là mình phải có một cái bằng nào đó mình mới xin được việc. Vâng. Nhưng mà thế hệ trẻ bây giờ các bạn tuyệt đối chúng ta đừng bao giờ nghĩ như thế các bạn nhá.
Vâng. Nếu như nghĩ thế như là sai lầm, dạ, anh vâng. em thấy nó thực sự là sai lầm. Em nghĩ nếu mà vâng. mình có suy nghĩ như thế thì không có gì, mình đã tự đóng luôn cái cửa tương lai của mình, cánh cửa mình vào. Thế mình phải nghĩ rằng là mình có năng lực thì mình sẽ làm được. Giống như chia sẻ thật với biết là bây giờ anh không biết là nhân viên Minato bây giờ đã từng tốt nghiệp cấp 3 hay chưa, hay là đang ở trong trình độ đại học cao đẳng như nào, và trình độ N nào sẽ anh không biết, anh chỉ nói là phỏng vấn và thấy rằng là người này có năng lực và thái độ các bạn trong công việc tốt, thì mình làm. Còn bây giờ nói chung là hồ sơ các bạn để đâu anh không biết luôn, đấy là nhưng tất nhiên là kế toán vẫn đang giữ chứ không phải nhưng anh không quan tâm đến nó, thì đó là cái bạn cũng hiểu. Và ngay cả bản thân xe cứ nói rằng là mình là tốt nghiệp đại học đi, thì nhưng nó không phải là cái lợi thế đó, bởi vì ngay cả bản thân GCC tốt nghiệp đại học rồi, nhưng mà nói thật là từ năm 2013 tốt nghiệp đến năm này là 2023 sắp đến nơi rồi. 10 năm máy chưa quay trở lại bằng trường để lấy bằng. Thế em hiểu là cái bằng của anh nó vẫn đang ở trong trường. Tức là anh sống ở trong xã hội này nó là bằng năng lực của mình, chứ nó không phải phụ thuộc với cái bằng cấp. Vì vậy mà các bạn hãy cố gắng hiểu hộ GCC một cái vấn đề, đó chính là mình luôn luôn phải thể hiện được cái năng lực của mình và khí chất lên, đúng không? Chúng ta nỗ lực lên và cho cái chất xám của mình vào trong đầu này, nó mới là cái vấn đề, đúng không? Vâng, một câu chuyện rất là hay. Vâng, em cũng rẻ một chút về cái quá trình phỏng vấn như vậy. Sau đó thì thì em cũng thực ra cũng có một cái bước đệm của bản thân mình là em nghĩ là tức là hy vọng tất cả mọi người luôn luôn cố gắng và nỗ lực bản thân mình. Cái việc bằng cấp nó chỉ là một cái yếu tố rất là nhỏ. Quan trọng cái nỗ lực của mình, và thực ra là mình cũng tư duy theo kiểu phát xít một tí là bạn có làm việc được hay không, cái đó cũng là cái rất quan trọng. Đúng chứ. Đó khi một ai đó nhìn vào bản thân mình là nhìn thằng này làm được việc hay thằng này làm không làm được việc, cái đó rất là rõ ràng với nhau. Đó thì mình nghĩ là em nghĩ thôi. Thì là cái bằng cấp thì là một điều yếu tố rất là nhỏ, quan trọng là mình làm được việc nữa là hay không. Đó thì và có một cái nữa em muốn chia sẻ là khi mà em bắt đầu là cũng là may mắn khi được vào làm vị trí trợ lý tổng giám đốc công ty Elixir Việt Nam. Thì tự bản thân mình nhận thấy ra rằng là ngoài cái việc là mình thiếu bằng đại học, thêm đó nữa là cái kỹ năng làm việc của mình là một cái sự thiếu rất là lớn. Và khi mà bắt đầu vào làm giấy mình nhận ra được thì cái đó em cũng chỉ là giúp em cũng rất bị lỗi rất nhiều lần, bởi vì chính cái sự là mình cứ nghĩ đơn giản là mình vào làm bình thường thôi, và mình cũng giao tiếp tốt và mình cái việc gì làm là mình cũng làm được, nhưng thực tế thì nó lại không phải như thế. Đó chính là cái lỗi của em khi em chưa vào công ty, chưa chuẩn bị một cái tốt. Thì như vừa rồi câu chuyện anh sẽ giới thiệu cũng chia sẻ là mình nếu mà mình không có chuẩn bị thì chứng xác là mình đang chuẩn bị cho sự thất bại. Câu nói là nếu mà thất bại trong chuẩn bị các bạn nhá, thất bại trong chuẩn bị là chuẩn bị cho thất bại. Em cũng thực ra cái sự chuẩn bị cũng rất là quan trọng, và chính xác bản thân em cũng chỉ là cái việc em thất bại rất nhiều lần trong việc là em không chuẩn bị như đó. Và khi làm việc 3 năm tại công ty Elixir Việt Nam thì mình cảm thấy là bản thân mình thiếu rất nhiều thứ. Cũng rất nhiều thứ, trong đó thì khi mà để điều hành một công ty hay đi vận hành một công ty thì các bạn có thể có rất nhiều những cái kiến thức cũng như là cái kỹ năng để các bạn cần phải bổ sung vào khi để mà làm một cái vị trí như vậy. Mà thực ra bản thân em lúc đó em cũng chưa có một cái gì cả. Và kiểu như là mình chỉ làm đến đâu và mình chỉ biết đến đó thôi. Nhưng mà sau khi mình ngẫm lại và nhìn lại mình đang thiếu những cái kỹ năng như này, và để làm việc trong một công ty của Nhật hay là công ty tại Việt Nam cũng đó thôi, và mình cũng vẫn thiếu rất nhiều cái kỹ năng làm việc và kỹ năng triển khai công việc nữa. Em chỉ là một cái điểm đó. Đó, người ta nói đúng nhỉ, bởi vì học không bao giờ là đủ đâu. Mình luôn luôn phải nỗ lực, và ngay cả khi mình đã có công việc rồi mình vẫn phải tiếp tục học. Thế nên là các bạn phải hiểu hộ xem một cái là người ta học như thế nhá mà người ta còn cảm thấy không đủ. Thế bây giờ các bạn buông bỏ sách vở, chúng ta không học, thì các bạn cho xem đặt câu hỏi ngược lại rằng là nếu mà các bạn không học, các bạn không chuẩn bị cho tương lai thì cái tương lai của bạn nó sẽ như thế nào? Các bạn thử nghĩ đi, một người cố gắng nỗ lực như này và bạn học được nhiều như thế mà trong công việc hay mọi thứ nó vẫn còn có những cái khó khăn xảy ra, đúng không? Vậy thì lý do gì mà cuộc đời lại ưu ái cho mình một là một người lười học, mình không chuẩn bị gì cho tương lai cả? Rõ ràng là tương lai mình không chuẩn bị thì mình đã chuẩn bị thất bại trong tương lai. Hôm nay cũng đến đây là cũng thử học được câu đấy của CC. Cảm ơn em rất là nhiều. Có một bạn Ken Sàm có comment là từ trước giờ em vẫn luôn thiếu tự tin khi ngoài bằng cấp 3 ra mình không có cái gì. Cảm ơn anh rất là nhiều. Đó thì đó là cái câu chuyện của anh em mình, cũng đã giúp cho bạn ấy hiểu ra được. Và thông qua những cái gì mà cái câu chuyện vừa biết ấy, thì anh cũng muốn nhấn mạnh lại một lần nữa với tất cả các bạn. Rằng là các bạn đừng có nghĩ nhá là mình chỉ có bằng cấp 3 và mình phải nghĩ rằng là mình có năng lực như nào, nó phải thể hiện qua năng lực. Ví dụ như là khi mà anh tuyển về đầu ngoại, đối ngoại, anh chẳng bao giờ hỏi là các bạn có bằng cấp đại học hay không. Đó mà chỉ quan trọng là ngồi để giao tiếp xem bạn nói được hay không thôi. Đó là cái quan trọng mà sau đó vào trong công việc mình có làm được hay không. Thì giống như em nói đúng thật sự luôn là
nó hơi phát xít một chút, đúng là có làm được việc hay không. Nó một cách đơn giản và ngắn gọn như thế thôi. Ngay cả công ty của Minato thế, anh là một người không bao giờ muốn gọi là thương hại một ai cả. Dạ vâng. Và nếu như mà bây giờ một bạn nào đó, bạn ấy không làm được việc, mình vẫn thương hại bạn để cho bạn ấy làm việc tại Minato, thì mình đang là không tôn trọng bạn rồi. Thì thôi, chi bằng để cho bạn đi ra một cái môi trường khác phù hợp với bạn nó sẽ tốt hơn. Đó, còn nếu như mà bạn đã xác định làm việc tại Minato thì ở đây tôi cùng nhau làm, nó dựa trên sự tôn trọng. Bạn có giá trị cho Minato và Minato luôn luôn tôn trọng cái sự cống hiến và giá trị của bạn. Thì đó là cái sự bù trừ. Và mọi người luôn luôn hiểu là khi mà chúng ta có kiến thức thì chúng ta có sự tôn trọng, đúng không? Dạ vâng. Ok. Đó, vào em có thể chia sẻ thêm một chút nữa về cái công việc của em tại thời điểm hiện tại là sau 3 năm khi mà bên kia đổi cái chủ tịch, đúng không? Dạ, và cũng có thay đổi về cơ cấu nhân sự của các bang chủ tịch ở trên một chút. Thì em cũng 2 tháng vừa rồi em cũng chuyển sang một cái môi trường hoàn toàn mới. Có thể mọi người cũng sẽ trước khi về nước thì cũng sẽ có rất nhiều thông tin về tìm hiểu công việc ở Việt Nam. Thì một cái mảng, một ngành nghề mà em nghĩ là mọi người cũng có thể sẽ tìm hiểu và mọi người cũng sẽ tham khảo cái ngành nghề đó. Đó chính là ngành nghề làm bên IT. Tức là IT. Hiện tại bây giờ cái khoảng thời gian bùng nổ nhất em nghĩ từ khoảng 2018 cho bắt đầu trở đi là một vài những công ty outsource tại Việt Nam. Thì làm nhân sự, thuê nhân sự tại Việt Nam. Đó, và liên kết làm với cả các dự án, làm với IT, với cả công ty bên Nhật. Thì mình có thể là nhìn về cái xu hướng kinh tế thử một chút. Cái khoảng từ 2014, 15 gì đó cho đến 2018 là cái khoảng thời điểm bùng nổ nhất của thị trường xuất khẩu lao động. Trong từ 2018 từ đến 2020 tầm đó, trước đợt dịch thì là bùng nổ của xuất khẩu lao động. Nhưng đối với cả ngành IT thì bắt đầu vào Việt Nam thì cũng tương đối là cũng lâu rồi. Nhưng mà thực sự em nghĩ bản thân em cảm nhận nó bùng nổ từ 2018 cho suốt cái khoảng thời gian sắp tới. Bởi vì cái cơ hội việc làm trong ngành IT thì cũng rất là lớn, cũng như cái mức lương của các công ty IT trả cho nhân sự mà biết tiếng Nhật của các vị trí thì cũng cực kỳ là cao và cực kỳ là mức lương rất là hấp dẫn. Thì em cũng chia sẻ một chút là em cũng thử sức trong môi trường IT 2 tháng vừa rồi, thực sự là thử sức. Đó, thì 2 tháng vừa rồi thì em cái việc đầu tiên, cái tháng đầu tiên thì em làm ở vị trí là vị trí tester. Vị trí tester thì có thể chia sẻ cho các bạn một chút là khi các bạn mà trong một môi trường IT thì có công ty outsource của Việt Nam thì mình có thể là có một vài những cái công việc sử dụng tiếng Nhật như này. Đầu tiên là kỹ sư cầu nối. Kỹ sư cầu nối. Thứ hai là việc làm IT counter. IT counter nghĩa là mình sẽ dịch thuật về văn bản, dịch nói trong buổi họp, cũng như dịch văn bản này sang Nhật Việt và Việt Nhật. Thứ ba nữa là chỉ làm mình làm tester, tức là một cái màn hình như này, nghĩa là một cái phần mềm như này mình test nó đã được hay chưa. Đó, nghĩa là một số những công việc liên quan đến tiếng Nhật và các bạn có thể sử dụng tiếng Nhật để làm việc trong môi trường IT. Thì nó sắp xếp theo từng level, mình sẽ làm việc theo là đầu tiên là mình tester và xong tiếp tục lên là IT counter. Và khi các bạn thuần thục hai kỹ năng như vậy hoặc là một trong hai kỹ năng như vậy, các bạn có thể làm lên vị trí là kỹ sư cầu nối thì bạn có là bridge deputy. Thì em có thể chia sẻ cho các bạn qua một chút là đối với cái công việc IT vừa em nói thì có các bạn con gái có làm được không? Dạ, các bạn nghĩa là em làm công việc IT bên đó thì thấy đa phần là các bạn lại là đa phần là các bạn là con gái. Lại đa phần các bạn con gái về cái vị trí liên quan tester. Vâng, tức là cái vị trí liên quan đến tester hoặc vị trí là IT counter thì về các bạn bạn nữ, cái tỷ lệ các bạn nữ cũng chiếm rất là nhiều. Em nghĩ cũng phải đến 80-90%. Em có thể bật mí thêm là cái mức lương khởi điểm và cái mức lương nhân viên trung bình và mức lương ở nhân viên tốt nó là như thế nào? Có thể tùy từng vị trí thì cái mức lương vị trí khác nhau, thì cái mức lương cơ bản của vị trí tester nhất là cái mức lương rất là dễ, mọi người có thể là thăm. Nếu mà mọi người có một cái mong muốn thực sự muốn làm việc và thử sức tại ngành IT của Việt Nam thì cái mức lương sau này phát triển thì rất là lớn, nhưng mà quan trọng sẽ phù hợp vào năng lực của tất cả mọi người. Nhưng cái mức lương cái công việc đầu vào dễ nhất và đơn giản nhất mọi người có thể là rất nhiều công ty đang tuyển dụng đó chính vị trí tuyển dụng tester. Và bây giờ em sẽ tập trung vào việc nói về vị trí tester. Thì cái mức lương đầu vào của vị trí tester cho các bạn có trình độ năng lực N2, tức là em bỏ qua câu chuyện là bằng cấp là không quan trọng. N2 và giao tiếp có thể ổn một chút. Thì em nghĩ cái mức lương nó sẽ đâu đó rơi vào khoảng 14-15 triệu. 14-15 triệu là khởi điểm. Mức lương khởi điểm của bạn basic có thể là chưa có nhiều kinh nghiệm gì đó. Tức là chưa có kinh nghiệm này. Chưa có kinh nghiệm. Chỉ có năng lực về tiếng Nhật và giao tiếp gọi là ổn một chút, không cần thiết phải giỏi, đúng không? Dạ vâng, có thể kỹ năng làm việc các thứ mình các bạn biết một chút thôi, cũng không cần phải quá là giỏi. Mức lương đầu tiên là
khoảng 14 triệu 15 triệu. Rồi. Đối với các bạn là làm lên level middle có thể là middle là mức trung. Là mức trung thì mình sẽ em nghĩ là cái mức lương nó sẽ dao động đâu đó khoảng 18 cho đến 19 triệu. 18 19 triệu. Vâng. Đó. Nếu mà các bạn làm có kinh nghiệm trong vòng 1 năm hoặc đến 2 năm mà các bạn thực sự làm ok ổn trong việc tester thì mức lương có thể đâu đó dao động khoảng trên dưới 1.000. Trên dưới 1.000 đô. Đó, đó là cái mức 24 triệu bây giờ. Dạ vâng, thì cái mức trung bình của hầu như các công ty sẽ trả theo cái mức là như vậy. Đó, và thực sự cái ngành trong IT là cái mức cạnh tranh về cái mức lương và cạnh tranh về nhân sự giỏi cực kỳ là cũng rất là khốc liệt. Vâng. Quan trọng là các bạn thực sự làm được việc tại đó và mình có cái những cái kỹ năng chuẩn bị thì hoàn toàn cái mức lương mà của vị trí các bạn tester cứ theo nghiệp test thôi là đâu đó là trên dưới 1.000 và sau này có rất nhiều những cái công việc cái bước thăng tiến của mình làm nhiều cái vị trí khác. Rồi. Ở đây có một câu hỏi rất là hay, đó chính là nghe thì rất là hấp dẫn nhưng mà liệu học làm tester đấy nó có khó không? Ví dụ như là bản thân anh đi, anh hình dung anh là một trong những người mà chỉ tốt nghiệp cấp 3. Đó, và anh có năng lực tiếng Nhật N2. Và giao tiếp của anh cũng không phải là quá xuất sắc, đó là người Nhật nói thì mình vẫn có thể hiểu được. Đó. Thì liệu đối với một người như thế về Việt Nam mà mình muốn support vào công việc tester thì nó có nhiều khả năng không? Khi nếu mà các bạn hướng em nghĩ là khi các bạn hướng đến cái nghề khi mà mình làm IT và có thể là công việc là mình làm tester thì ngoài việc tiếng Nhật mình đã sẵn có rồi thì mình cũng sẽ chuẩn bị thêm, em nghĩ là nên chuẩn bị thêm hai thứ nữa. Cái điểm đầu tiên nữa là cái mindset làm việc trong ngành IT, mindset là cái tư duy, vâng, cái tư duy làm việc trong ngành IT. Đó thì là có thể mọi người làm việc bên Nhật thì rất là rõ ràng và thời gian này mình chỉ làm giờ này đến giờ này và một số công ty thương mại, một số công ty Nhật cũng thế, mình làm việc từ giờ này đến giờ này. Nhưng khi các bạn bắt đầu vào ngành IT và bắt chân vào ngành IT thì các bạn luôn luôn là tư duy trong đầu mình là mình sẽ phải làm việc bất cứ lúc nào. Đúng rồi. Và luôn luôn mình trong tâm trí mình tâm thế là mình sẵn sàng mình làm việc. Đó là cái nghĩ là cần phải thay đổi một cái rất là quan trọng. Nếu mà bản thân mình nghĩ là không, tôi chỉ làm việc từ giờ này đến giờ này thôi nhưng tôi vẫn muốn làm IT, nhưng mà cái đó thì nó cũng rất là khó khi mà hai ngành và bản thân mình mong muốn nó hợp với nhau. Thứ nhất là về cái tư duy làm việc trong ngành IT, thứ nhất là thời gian làm việc, và thứ hai nữa là cái lúc nào sẵn sàng mình khi mà có khách đối ứng vào công việc mình cũng sẵn sàng mình bắt tay mình vào lại cái tâm thế. Vâng. Ok. Cái thứ hai nữa là em nghĩ là mình cũng cần chuẩn bị nữa là về cái kiến thức về công nghệ thông tin. Rồi, một chút, nghĩa là kiến thức về công nghệ thông tin thì cũng rất là rộng nhưng mình sẽ tập trung lại vào mạng IT. IT của mạng là tester. Vâng, cũng như là kiến thức cơ bản của ngành công nghệ thông tin. Nó thì hai cái yếu tố đó thì mình có thể là theo học một khóa học nào đó tại Việt Nam hoặc là một cái khóa học chuyên ngành về IT của một trung tâm tiếng Nhật nào đó. Nếu như thế thì nó cũng là một cái mà bước đệm để mình có kiến thức hơn là không mình hơn là việc mình không có cái gì đó mình vào đầu tiên mình nói cái ví dụ cái RAM là cái gì những cái hàm này nó là cái gì, thậm chí mình cũng không biết nó là cái gì. Đó thì là cũng là rất là hai cái điều mà em mong muốn chia sẻ mọi người. Ok. Cái này rất là hay và chia sẻ với mọi người là các bạn nghe thì có vẻ là một cái gì đó nó hơi khó để có thể vào được ngành, nhưng mà thực sự nhá, để xin nói rõ lại là đối với đầu tiên á, khi mà các bạn có được năng lực tiếng Nhật N2 và giao tiếp gọi là cơ bản một chút thôi, cũng không cần thiết phải quá xuất sắc, đúng không? Đó. Và chúng ta khi mà muốn vào cái vị trí tester này thì chúng ta có thể về Việt Nam và các bạn có thể học ở một cái khóa học nào đó liên quan đến việc là đào tạo về IT chuyên ngành về tester. Thì cái khóa học đó nó không mất quá nhiều thời gian của các bạn. Nó đâu đó cùng lắm là chỉ là nửa năm là cùng. Nhanh thì nó khoảng tầm 2 tháng. Các bạn hoàn toàn có thể quen được rồi. Và hiện tại giống như cái tư duy của anh là Minato như này, là khi mà một bạn nào đó về Việt Nam, các bạn ấy không thể sẵn sàng để đi xin việc luôn, bởi các bạn sẽ còn thiếu cả về kỹ năng phỏng vấn, kỹ năng về PR bản thân, kỹ năng về làm việc. Đó nên Minato sẽ có một cái quy trình là các bạn về Minato thì Minato sẽ dạy cho các bạn đầu tiên là tiếng Nhật về giao tiếp. Một người Nhật sẽ dạy cho các bạn toàn bộ tiếng Nhật giao tiếp đó. Đó, nửa ngày để học tiếng Nhật giao tiếp. Và nửa ngày còn lại thì sẽ có những cái người liên quan đến công ty của IT. Người ta sẽ đến để dạy các bạn về chuyên ngành tester và công việc là như nào, cụ thể ra sao. Và khi mà các bạn ấy có được cái năng lực cả về chuyên ngành tiếng Nhật về giao tiếp và cả về chuyên ngành về tester rồi thì khi mà các bạn đi, các bạn em phỏng vấn thì anh tin chắc chắn rằng là đối với em tỷ lệ để có người như thế có thể tìm được việc nó là bao nhiêu phần trăm? Em nghĩ nó rơi vào khoảng 90% trở lên. 90% trở lên, đúng không? Đó thì các bạn phải hình dung là mình không cần thiết phải có một cái bằng nào đó đại học cụ thể, nhưng mà mình có được cho mình cái tiếng Nhật và mình cho mình được một cái
am hiểu về nghề. Vâng. Đó thì rất là tốt. Với giống như cái chia sẻ của Biết, giống như là khi mà Biết vào trong cái tester đó thì Biết cũng chưa có gọi là học về tester đúng không? Ông dạ vâng. Thì sau khi mà vào thì Biết cũng được những anh chị ở trong công ty và chỉ dạy cho. Nhưng nếu mà các bạn ở Minato hoặc là các bạn mà khi mà chúng ta về nước mà chúng ta học, chúng ta có một cái nền tảng rồi đó, thì các bạn sẽ không cần thiết phải cái sự chỉ dạy quá nhiều đi đó, và các bạn có thể bắt đầu luôn trong công việc của mình đó. Và các bạn thấy rằng là về Việt Nam các bạn hoàn toàn có thể sẵn sàng cái mức lương đầu tiên, đó là từ 15 đến 16 triệu trở lên đó, và sau đó thì cấp bậc nó có thể là 1,000 đô, tương đương khoảng tầm là 24 triệu đó. Và có một cái mà bạn Biết cũng vừa chia sẻ là các bạn cũng sẽ phải tư duy một cái rõ ràng như này, là cái mindset trong cái công việc của IT thì nó lại đặc thù một cái. Mỗi cái nó đều có một ngành nào nó đều có vất vả của nó nhá. Đó thì anh đều công nhận là như thế. Nhưng trong cái công việc của IT thì không phải là lúc nào mình chỉ làm một ngày 8 tiếng. Mà có thể là cái công việc nó phát sinh bên ngoài, mình vẫn phải gian kiểu, mình phải làm thêm. Hoặc là nửa đêm khi mà cần có dự án ở bên Nhật người ta gửi về thì mình cũng vẫn phải đứng để mình support. Thì đấy nó là cái đặc thù công việc thôi. Nhưng anh nghĩ rằng là công việc nào nó đều có cái khó khăn riêng của nó. Thế mà mình quen công việc rồi thì mình cũng sẽ hoàn toàn có thể bắt đầu được nó, đúng không nào? Okay. Anh nghĩ là mọi người vẫn chuẩn bị cái tâm thế của mình là cái quan trọng nhất. Luôn luôn sẵn sàng, mình đã chọn cái ngành này là mình sẽ làm. Đúng rồi, chính xác. Đây. Còn lại khi mà chúng ta có năng lực thì ở đâu cũng vậy thôi. Chúng ta cũng sẽ đều có thể là thành công và phát triển được. Đúng không? Vậy thì anh sẽ thấy là cái quy trình đầu tiên của chúng ta để mà chúng ta có thể thành công và phát triển được trong công việc là mình sẽ có năng lực tiếng Nhật này. Giao tiếp nó tùy thuộc vào cái ngành mà mình mong muốn. Ví dụ như là Minato thì sắp tới sẽ mở ra hai cái chuyên ngành về khoa học, đó chính là ngành đối ngoại. Đối ngoại, và anh thấy lương đối ngoại rất cao, nó phải bắt đầu từ 20 triệu trở lên. Và thứ hai là IT. Thì tôi sẽ đối ngoại thì chuyên ngành của anh là business rồi, nhưng mà anh cũng không phải là người trực tiếp dạy. Những cái gì nó liên quan đến việc là đối ngoại của Việt Nam về cái tính cách, phong cách làm việc trong công ty Nhật thì người Việt Nam chỉ dạy thôi, còn lại việc liên quan đến tiếng Nhật thì nó luôn là người Nhật. Và IT thì đó là hai cái ngành đầu tiên mà Minato cũng sẽ bắt đầu triển khai để đón những cái bạn ở bên Nhật bạn về. Anh thấy có một cái nó hay như này. Nếu như mà các bạn đã có được cái năng lực tiếng Nhật N2 rồi, giả sử cái giao tiếp của bạn nó chưa phải là xuất sắc, nó chưa phải tốt, hay là ngay cả các bạn không giao tiếp được đi, mà các bạn về Việt Nam, các bạn lại nghĩ rằng là mình không có bằng đại học, mình tự đóng cái cửa của mình lại. Và mình ở một cái công việc nào đó vị trí thấp, hoặc là mình vào trong cái công xưởng hay là nhà máy ở quê của mình làm, thì mức lương nó chỉ là 5-7 triệu. Nhưng nếu mà chúng ta bỏ ra một cái khoản tiền nào đó để mình đầu tư cho cái việc học đó, và mình dành ra thời gian đâu đó, tôi xác định tôi về Việt Nam, tôi chưa tìm việc vội, tôi dành ra thời gian từ 4-6 tháng đi, cùng lắm là như thế, để tôi học một cái nghề để tôi làm việc, thì cái mức lương nó lại khác rất là nhiều nha. Ví dụ như bây giờ tôi có N2 rồi nhưng năng lực của tôi chưa tốt thì tôi sẽ đi học về giao tiếp để cho nó tốt hơn. Đúng rồi. Đó, và tôi chưa có kiến thức về ngành thì tôi sẽ dành ra thời gian đó để tôi học kiến thức về ngành. Và chỉ trong 6 tháng thôi thì từ một cái mức lương ở một cái người ở quê đâu đó khoảng tầm từ 5-7 triệu thì mình hoàn toàn có thể up lên một mức lương là 15-20 triệu. Cho nên nó là một cái chuyện không hề khó, đúng không em? Đó. Nghĩa là cái phần mục đó là đầu tư, tất cả các bạn là đầu tư vừa thời gian và công sức chính cho bản thân mình, thì cái return của mình, tức là cái thành quả mình nó quay lại ngược lại cho bản thân mình, thì đó là một cái tương lai rất là rộng, và cái tầm nhìn của mình nó rất là khác. Thế nên người ta luôn nói là đầu tư cho việc học luôn luôn là cái đầu tư giá trị nhất. Ngày xưa Biết mà về Việt Nam mà Biết lại không xác định ở Nhật và không đầu tư cho mình để học đến N1 thì làm sao có Biết của ngày hôm nay. Ngày xưa anh không cay mũi để anh gọi là học tiếng Nhật thì anh cũng không có cái cơ hội của ngày hôm nay. Thế nên là cái việc là chúng ta đầu tư cho cái việc học nó luôn luôn là cái sự đầu tư gọi là sáng suốt nhất. Và nó luôn luôn là đúng đắn nhất, đúng không? Đó, thì đấy là một trong những cái mà anh cảm thấy cũng rất là thú vị. Và rất là mong muốn mọi người hãy hiểu một cái hoàn cảnh như thế. Và không phải nói đâu sai, anh không nói nhiều đến việc là các bạn ở bên ngoài, nhưng mà ngay cả các bạn học viên của Minato nhá. Anh thực sự rất là cảm phục các bạn, bởi vì hàng ngày anh cũng check bài, anh cũng sửa bài và anh cũng support cùng các bạn. Thì anh thấy là các bạn nộp bài rất là chuyên cần, rất là đầy đủ và tinh thần nỗ lực rất là tốt. Và có rất là nhiều bạn đạt được số điểm GPT cao và cũng đỗ được cả N2 và N1. Nhưng mà để những bạn đó mà về Việt Nam mà các bạn không có công việc làm và các bạn ấy nói rằng là giống như đứa khác nó nói rằng là đấy mày cứ học cho lắm mà rồi về Việt Nam tìm được việc đâu. Thì anh cũng rất là cay. Thế là anh phải mời em đến ngày hôm nay nói để các bạn phải hiểu được rằng là các bạn đã học thì chắc chắn chúng ta sẽ có cơ hội. Đó, còn không học thì mọi cánh cửa nó đều đóng. Đúng không? Còn ít nhất khi mà chúng ta học thì chúng ta sẽ có cái cơ hội như thế. Em hiểu rồi. Ok. Còn nếu mà các bạn muốn học về IT thì các bạn hoàn toàn yên tâm.
Đó, một là các bạn có thể kết hợp với lại Minato để Minato sẽ đào tạo luôn cho các bạn về cả về IT và cả về tiếng Nhật. IT không phải là tự Minato đào tạo mà là những giáo viên giảng viên của trường IT. Đó giống như trường FPT, người ta sẽ đến để người ta đào tạo trực tiếp. Đó để các bạn có thể có nghe. Hai là các bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm trên mạng. Ở bây giờ nó cũng có những khoa học online mà, cũng rất nhiều khoa học online. Đó, tìm hiểu về IT. Thì mình sẽ dự trên Edumo hay là một số những cái trang web khác. Mình chưa có điều kiện để mình về Việt Nam mình học trực tiếp. Thì mình sẽ đăng ký để học online. Bỏ ra một khoản tiền nó không phải là quá lớn để mình tìm hiểu trước về cái ngành nghề. Nó là cái sự chuẩn bị trước để mình không bị thất bại về sau. Đó thì anh đấy là nó là một cái rất là tuyệt vời. Còn những bạn nào mà đang ở Nhật đâu đó 3 năm nữa thì nó là một khoản thời gian rất là tuyệt vời để các bạn đầu tư cho mình nhiều hơn về tiếng Nhật và đầu tư cho mình nhiều hơn về cái mục đích tương lai. Còn nếu mà các bạn không biết là mình làm gì khi về Việt Nam thì cứ IT mà dã. Bởi vì anh thấy rằng là IT kiểu gì nó cũng phát triển. Bởi xã hội bây giờ nó càng 4.0 rồi 5.0, nay mai còn 4.000.0. Thì anh không biết nó là bao nhiêu nhưng mà xã hội không bao giờ thể thụt lùi. Và càng ngày thì IT nó sẽ càng đóng vai trò quan trọng hơn và cái đấy là cái mà anh cũng có thể khẳng định được. Đúng nào? Đúng là vừa rồi em cũng rất là cảm thán câu chia sẻ của CC Tiệp là cũng chia sẻ với các bạn, hễ mà các bạn đang phân vân định hình như nào thì cũng chia sẻ là cứ IT mà dã, cứ tester mà dã, đúng không? Mình cũng chia sẻ là thế, có thể là cái nền tảng đầu tiên của mọi người có thể vào ngành mình học được nhiều cái hơn. Xong sau đó thì ví dụ mình cảm thấy bản thân mình có phù hợp hay không nữa thì sẽ là một cái lựa chọn khác. Em cũng chia sẻ lại ngược lại câu chuyện của bản thân em. Thì em cũng đến thời điểm hiện tại bây giờ em cũng trải qua 2 tháng thử sức tại môi trường IT, nhưng mà có những cái mà mình cảm thấy là lệch hơn với cả cái suy nghĩ của em. Thì mình cũng sẽ cảm thấy phù hợp hay là không phù hợp đó thì mình phải có thực sự mình bắt tay vào làm rồi mình biết phù hợp hay không. Cũng giống như là câu chuyện là em chia sẻ là khi các bạn hãy đi phỏng vấn hay là khi các bạn nhận được cái công việc này, ví dụ là mình nghĩ là bản thân mình giá trị 1.000 đô đi hay giá trị mình 1.200 đi hay giá trị 1.500 đi, nhưng bản thân mình đang cứ trong cái suy nghĩ là không biết giá trị mình có đạt đến mức đấy không. Thì thay vào việc đó là mình tại sao mình không đi trực tiếp, mình đi thử phỏng vấn công ty đấy được hay không, được hay không thì mình mới suy nghĩ là giá trị mình như thế. Giống như các bạn là phân rất là đang phân vân trong việc là không biết mình làm ngành này được không, ngành kia được không, ngành kia được không. Thay vì là cái việc là mình đang suy nghĩ, mình cứ kiểu như cứ sao nhỉ, cứ như ở trong đầu mình suy nghĩ rất là không giải quyết vấn đề gì, thay vào đó là tại sao các bạn không dành thời gian, các bạn dành một chút thời gian và bạn làm thử ngành đó xem các bạn cảm nhận được như nào. Bởi vì là em nghĩ thực chất khi mình làm tại đâu đó mình cảm nhận bằng chính cái tâm của mình và chính cái suy nghĩ của mình thì là cái điều đánh giá bản thân mình tốt nhất. Về bản thân của anh thì anh cũng có cái lời khuyên như này. Nếu như mà đầu tiên các bạn phải nhìn vào các bạn xem mình là người hướng nội hướng ngoại. Dạ chính xác, đúng không ạ? Đó, nếu mà mình là người hướng nội thì mình sẽ tìm những công việc liên quan hướng nội, lương cao. Mình nhằm vào cái mục đích đấy. Giống như IT thì anh hiểu là nó cũng một cái gì nó hơi nội nội. Nó tester hay mọi thứ nó hơi nội một chút. Nó không yêu cầu mình phải đến kỹ năng giao tiếp gọi là phải thượng thừa, phải khéo ăn khéo nói. Còn nếu như mà các bạn nghĩ rằng mình là người hướng ngoại thì các bạn đừng có nên chọn cái công việc liên quan hướng nội. Bởi vì nó sẽ cảm thấy cái công việc của mình nó gò bó, mình không thể ngày nào mình cũng đút chân gầm bàn. Nói anh gọi là đút chân gầm bàn. Một ngày 8 tiếng thì chắc chắn anh không đút được rồi. Anh sẽ phải để chân lên bàn. Thì kiểu gì mình cũng muốn là mình phải bay nhảy hay mình bay bổng hay mình muốn được gặp con người. Thì mình xác định được cái tính cách của mình là một người như nào. Cũng cái này cực kỳ là em nghĩ nó quan trọng. Chính xác. Thế nên là ví dụ như bây giờ nha, có một cái câu hỏi đi, đặt chung ra là anh nghĩ những cái công việc gì nó là cái công việc dành cho các bạn ở Nhật trở về. Bây giờ đối tượng của mình là các bạn thực tập sinh đi, cứ gọi là các bạn thực tập sinh là các bạn ấy mới tốt nghiệp cấp 3 đi, mình cứ nói như thế. Đó thì những cái công việc nào phù hợp cho các bạn đấy khi mà trở về Việt Nam mà liên quan đến tiếng Nhật thì anh cũng sẽ đưa ra cái những cái gạch đầu dòng của anh. Em cũng sẽ đưa ra những cái gạch đầu dòng của em. Đó để xem các bạn cũng sẽ có thêm những cái chia sẻ nhá. Rất là tuyệt vời. Thì bây giờ anh sẽ nói trước bởi đây là câu hỏi mà cũng khá là nhiều bạn cũng đang thắc mắc đúng không? Ok. Đối với bản thân của CC á, thì đối với những cái người mà liên quan đến việc là hướng nội đi, dành cho những người hướng nội, người gọi là không thích giao tiếp xã hội quá nhiều và cảm thấy là mình sợ hãi trong vấn đề là giao tiếp thì đầu tiên năng lực tiếng Nhật thì luôn luôn phải có rồi nhá. Và kiểu gì các bạn sẽ trang bị cho mình một cái năng lực tiếng Nhật gọi là giao tiếp phải mức độ là trung bình trở lên. Thì cái đấy là mình không nói. Thì cái công việc mà mình sẽ học thêm được đầu tiên nó là IT. Là IT là cái mà anh luôn luôn ủng hộ đầu tiên nhá. Bởi nó bền vững và nó đi xa. Đó là cái đầu tiên. Thứ hai nó là về bên kế toán. Kế toán mà chúng ta biết được tiếng Nhật
Bình thường đối với kế toán mà tốt ở Việt Nam tại thời điểm hiện tại của Minato, lương khởi điểm đã là 15 triệu rồi. Dạ vâng. Đó, chứ nó không thể thấp hơn được. Dạ vâng. Đó, còn nếu như mà mình là một người tiếng Nhật, biết dạ tiếng Nhật và làm công ty kế toán thì mức lương nó sẽ phải cao hơn rất là nhiều. Dạ vâng. Chứ nó dạ. không hề đơn giản như thế. Vâng. Và công việc số 3 mà anh nghĩ ra đối với những người hướng nội, đó chính là những công việc liên quan đến việc là dịch thuật. Ừ, dạ dịch vâng. thuật, những cái gì nó liên quan đến giấy tờ về hồ sơ, dạ vâng. về pháp lý. Vâng. Đó, ví dụ như là công ty xuất khẩu lao động thì người ta cũng cần dịch thuật. Dạ hay là ngay cả những cái ở phố vâng. Trần Anh Ninh, cả một dãy dịch thuật công chứng. À, thì vâng. người ta cũng cần thiết phải có những người liên quan đến việc là dịch thuật mà. À, vâng. Đó, thì đó là những công việc liên quan đến việc là người hướng nội. Dạ vâng. Người hướng nội có thể hướng. Tạm thời thì anh đang nghĩ ra được 3 công việc là như thế. 3 công việc hướng nội, vâng. Đó. À, dạ đó. Vâng, bản thân nếu mà theo suy nghĩ của em có thể là có thể chưa đầy đủ lắm, nhưng mà theo đến cái góc độ góc nhìn của em thì tại nếu mà em chia sẻ ngược lại thêm về công việc dành cho các bạn là cảm thấy mình hướng ngoại một chút. Vâng, mình hướng ngoại một chút thì việc đầu tiên thì em nghĩ cái việc đầu tiên là việc đối ngoại. Đối ngoại. Nghĩa là vâng. Đối ngoại nhỉ. Vâng, cái việc đầu tiên là việc đối ngoại, bởi vì mình đang là đối ngoại thì mình cũng rất là thích khi mà giao tiếp với cả con người và con người với nhau. Rồi. Có thể nói hơi thái quá một chút là mình yêu con người. Rồi. Vâng. Yêu con người thì đó là mình cái việc cách mình giao tiếp và mình đối ngoại với cả khách hàng này. Đối với khách hàng thì trong cái mạng có thể nói công việc đối ngoại thì nó rất là chung chung, nhưng cụ thể trong công việc, cụ thể trong công việc thứ nhất là em nghĩ là cái ngành xuất khẩu lao động trực hiện không phải hiện tại không phải là nó ít, nhưng mà có thể là cái xu hướng thị trường nó sẽ thay đổi một chút và cần phải các công ty xuất khẩu lao động có phải thích nghi một chút để thích nghi về cả cái thị trường hiện tại bây giờ. Những cái việc thứ nhất là đối ngoại trong công ty xuất khẩu lao động cũng là một cái công việc một dành cho những các bạn hướng ngoại mà hầu như các bạn mà rất nhiều công ty xuất khẩu lao động cũng rất là mời chào, các bạn cũng đã từng có kinh nghiệm đi làm thực tập sinh về. Đúng rồi, đấy thì tiện đây anh xin phép ngắt lời một chút. Dạ. Về đối ngoại thì có rất là nhiều bạn nhá, bạn nên xác định một cái chuyện là mình học về biên phiên dịch. Dạ vâng. Thì anh nói là nếu mà mình xác định học về chuyên ngành biên phiên dịch các bạn thực sự rất là lãng phí luôn. Chính xác. Bởi sao biên phiên dịch nó chỉ là tôi dịch từ A sang B. Dạ vâng. Đó, nhưng mà các bạn xác định là mình không phải là biên phiên dịch, mình là đối ngoại. Vâng. Thì trong đối ngoại đó nó đã có cả biên phiên dịch rồi. Dạ chính xác. Vâng. Thì mình đối ngoại mình sẽ học về cả về cái việc đầu tiên là biên phiên dịch rồi, nó lại có trong đấy. Về kỹ năng xử lý tình huống này, dạ vâng. kỹ năng tiếp khách này, dạ vâng. đó kỹ năng đối ứng ở trong từng tình huống này, dạ vâng. thì nó sẽ có những cái gạch đầu dòng đó, dạ, mà nó sẽ giúp cho bản thân của bạn nó nâng cao được giá trị hơn. Dạ vâng. Thế khi mà Minato họp với nhau nói rằng là mình sẽ mở ra lớp biên phiên dịch không, anh gạt ra luôn, dạ, anh bảo là nó phải là lớp đối ngoại, dạ, bởi trong đối ngoại nó đã có cả biên phiên dịch rồi, thì lúc đó các bạn mới có thể nâng cao được cái mức lương và nâng cao được cái giá trị của mình. Dạ vâng. Đó. Và đối ngoại thì nó không phải chỉ có duy nhất một cái liên quan đến việc là ở trong công ty xuất khẩu lao động. Chính xác. Mà các bạn đã hiểu này, đối ngoại nhá, có rất là nhiều những cái người, ví dụ như là trợ lý của giám đốc. Chính xác. Mình vẫn có thể làm đối ngoại được này. Vâng. Hay là những công ty về xuất nhập khẩu. Ngày hôm qua thôi anh nhận được một cái email từ một bạn. Bạn nói là bây giờ em đang cần một người liên quan đến việc là xuất nhập khẩu. Đó, thì thầy có bạn nào có thể giao tiếp và làm được đối ngoại không thì giúp đỡ em. Tức là ví dụ như là giám đốc của công ty xuất nhập khẩu đó, người ta cũng không phải là người Nhật. Người ta cũng là người Việt Nam mà người ta không biết tiếng Nhật. Thì mình hoàn toàn có thể cùng với lại anh đấy. Chính xác. Vâng. Để đi sang Nhật, để đi gặp gỡ đối tác biên phiên dịch. Và mình cũng sẽ là một trong người đã là đối ngoại rồi. Mình luôn luôn làm sao để đàm phán tốt nhất cho công ty của mình và support mọi thứ. Thì nó có rất là nhiều những cái mở. Và trong cái thời điểm hiện tại này, những bạn nào mà hướng ngoại và muốn gọi là có một mức lương cao và mình muốn được yêu thích con người giống như em thì cứ hướng ngoại mà dạ. Đúng rồi. Em nghĩ là mình cũng cái quan trọng nhất như là anh chia sẻ là mình sẽ xác nhận bản thân mình là mình hợp với cả tính cách con người mình như nào, mình sẽ phù hợp với cả công việc đó. Rồi. Vì em nghĩ là xã hội luôn luôn phân công rất là công bằng. Đúng công rồi. Việc của tất cả mọi người. Không ai làm tranh việc của ai cả. Và bản thân mình cũng sẽ những cái điểm mạnh và mình cứ phát huy cái điểm mạnh của mình làm được. Đúng là rất là hợp lý. Chính xác. Em nghĩ là như vậy. Vâng. Đó. Ngoài đối ngoại ra thì đối với lại công việc đối ngoại này em nghĩ còn công việc gì nữa? Cái công việc đối ngoại như vừa rồi anh CC cũng chia sẻ là công việc về trợ lý, là công việc trợ lý của giám đốc hay là trợ lý của bác trưởng phòng nào đó thì cũng là một cái mảng đối ngoại, nhưng cái mảng trợ lý này nó sẽ bao gồm nhiều hơn, cái mảng nó sẽ rộng hơn. Cũng như vừa rồi là mảng biên phiên dịch là tập con của đối ngoại, nhưng trong cái đối ngoại này thì lại sẽ là tập con của cái vị trí là trợ lý. Mà trợ lý thì là tất cả mọi người sẽ là cũng không khác gì một người là cái đầu thứ hai. Rồi. Em luôn luôn suy nghĩ là một cái đầu thứ hai của người mình support như của giám đốc ở trưởng phòng. Đó, vâng, thì cái công việc như đó thì sẽ yêu cầu mọi người là sẽ cao hơn một chút. Cao hơn một chút là ngoài cái việc là mình biết tiếng Nhật. Xong sau đó là về những cái kỹ năng business giao tiếp
cũng như kỹ năng như đối ứng tình huống như vừa rồi sensei cũng chia sẻ. Thì ngoài một cái đó nữa là mình cũng sẽ hiểu được cái có em nghĩ là hiểu cần phải hiểu thêm hai cái. Nghĩa là nếu mà mình làm vị trí đó thì mình phải hiểu công ty, rõ ràng hiểu công ty mình là mình hiện tại công ty mình đang làm một cái ngành nghề gì, làm cái business gì và cái doanh thu đến từ đâu. Cái điểm đấy là mình hiểu về cái bản chất kinh doanh của mình, bởi vì là luôn mình làm mình phải có dòng tiền đúng không ạ? Khi mình bán cái này thì mình mới nhận được tiền. Đó thì cái mình hiểu được cái mô hình kinh doanh của công ty mình đầu tiên. Cái thứ hai nữa là hiểu được là công ty, để công ty vận hành được thì sẽ bao gồm những bao gồm những cái vấn đề gì. Thứ nhất đầu tiên em nghĩ là luôn luôn phải có hành chính nhân sự đúng không ạ? Đúng rồi. Hai luôn luôn phải có kế toán đúng không ạ? Và thứ ba luôn luôn có phải có một mảng nữa là luật, tư vấn về luật và kiểm toán nữa, kiểu như vậy. Đó thì nếu mà các bạn hướng đến một cái vị trí như đó thì tất nhiên cái việc là đối ngoại là cái bước đệm đầu tiên, cũng như em thôi, cái bước đối ngoại phát triển thị trường cũng là cái bước đệm đầu tiên để mình phát triển thêm những cái bước khác hơn so với cả đấy là vài những chia sẻ của em về cái việc là khi các bạn làm hướng ngoại và công việc đối ngoại và công việc trợ lý nó là công việc như thế nào. Đúng rồi. Và cũng chia sẻ luôn với mọi người rằng là thực ra ấy, nói về cái các bạn hướng ngoại thì các bạn có công việc liên quan đối ngoại thôi, nhưng mà nó là một cái tập rất rộng. Đúng rồi, bây giờ rất rất nhiều cần nhân sự ở có năng lực ở trình độ này. Đúng rồi. Đó, ví dụ như là cơ bản nha, anh nói thật là nếu bây giờ mình trợ lý giám đốc cho một người Việt Nam nó khác so với lại người Nhật. Kiểu gì chăng nữa thì mình cần thiết phải có một cái business của Nhật. Ngày xưa anh học về chuyên ngành quan hệ kinh tế quốc tế ở Nhật Bản, người ta phải dạy mình là cái cách mình dẫn khách đi cầu thang này, mình đi trước đi sau hay người check bao nhiêu độ. Hay là đi lên cầu thang thì mình đi trước hay đi sau. Khi xuống dưới cầu thang thì đi trước đi sau. Hay ngay cả cái việc là liên quan đến việc là tiếp khách đi. Nếu như mà khách người ta lên xe mà giống như người Việt Nam mình quay mông vào công ty luôn thì đó là một cái điều rất là thất lễ. Người Nhật luôn luôn phải đứng để chào vẫy tay. Vậy cái xe ô tô đó khi nào nó đi khuất cái tầm nhìn thì nó mới được mới được gọi là đúng chuẩn business. Hay lên trên xe thì giám đốc ngồi vị trí nào, nhân viên ngồi vị trí nào, nó đều phải có cái quy tắc lễ nghi của nó. Thì những cái đó là cái mà chúng ta đều có thể học được. Chính xác. Và khi mà các bạn có cho mình được cái kiến thức đó thì tự nhiên nhá, mình lại trở thành một người rất là lịch sự, ngay cả không phải tiếp khách Nhật mà ngay cả trong cuộc sống của mình, mình trở thành một người tinh tế hơn. Đó, và những cái công việc đấy nó sẽ giúp cho các bạn trở nên tốt hơn. Đó. Thì anh đang dự định là trong cái buổi chia sẻ talk show tới đây liên quan đến việc là có một anh ấy là một trong những người Nhật Việt Nam mở ra một cái trang web về tìm việc dành cho người Việt Nam liên quan đến Nhật. Và bây giờ thì anh ấy có tổng cộng là 1.000 doanh nghiệp Nhật ở Việt Nam. Đó, và sau này anh muốn kết nối là các bạn học viên của Minato khi mà về nước thì các bạn hoàn toàn có thể trao dồi thêm kinh nghiệm và sẽ để anh ấy hỗ trợ trong việc là xin được cái công việc như mong muốn. Thì anh cũng có nói rằng là trong cái buổi đó thì anh sẽ dự định free tặng cho các bạn một cái khóa học nó liên quan đến việc business, chỉ dạy cho mọi người về cái việc là như thế nào là business man up. Bởi vì anh đã học rồi, anh thấy nó rất là hay. Và ngay cả 1050 email nó dùng trong việc là các tình huống liên quan đến tiếng Nhật. Rồi ngay cả về việc là ngày hôm nay con của giám đốc đỗ đại học thì mình gửi email chúc mừng như nào nó còn có mà. Đừng nói việc là ngày hôm nay sản phẩm lỗi là sản phẩm học. Đúng rồi, mình chỉ cần thay tên đổi họ thôi là mình cũng dùng được. Vì business Nhật nó đều có một cái gì đó rất là chung. Đó. Thì tiện đây thì em cũng nói luôn cái món quà nếu mà chúng ta tham gia vào trong cái buổi sau đó. Nhất định em còn muốn tham gia. Biết thì anh sẽ tặng luôn rồi. không phải. Đó, mà nó dùng app mà nó rất là tiện thì các bạn chỉ cần internet thôi, các bạn kết nối là chúng ta có thể xem được cái bài giảng. Và chúng ta cần thì chúng ta tìm trên app, nó rất là nhanh, nó không phải là giấy tờ, nó hơi rườm rà. Ok. Đó thì ngoài cái liên quan đến việc là công việc dành cho người đối ngoại thì em nghĩ ngoài công việc đối ngoại ra thì còn công việc gì nữa không? Nếu mà công ty đối ngoại thì xu hướng dành cho các bạn nếu bên hướng ngoại là các bạn làm bên công ty xuất nhập khẩu logistics cũng là logistics cũng là một hướng mà em nghĩ là trải nghiệm con người và phát triển con người dành cho các bạn hướng ngoại là cực kỳ phát triển nhiều hơn. Đúng rồi, logistics. Nha các bạn nha, đấy là những lời khuyên rất là hay. Nói chung là từ vừa nãy giờ anh em mình nói chuyện thì quan trọng nhất là chỉ mình có năng lực hay không thôi. Chứ còn công việc thì nó cũng chẳng bao giờ thiếu. Em nghĩ là như vậy. Nhưng mà có một cái sự thực khá là đáng buồn ở cái thời điểm này mà anh cảm nhận được cái chất lượng nhân sự ở Việt Nam. Thực sự nó là nó chưa được gọi là tốt. Em cũng cực kỳ đồng cảm với cả suy nghĩ của anh. Sự là em có thể không so sánh được với cả nhân sự của Nhật hay là của Hàn, hay là thậm chí không thể so sánh được với cả nhân sự bên châu Âu như nào, nhưng so với cả mặt bằng chung của Đông Nam Á mình thôi.
Em cũng luôn luôn là bản thân em còn luôn có trong tâm khảm em suy nghĩ làm thế nào để nâng cao được cái năng lực trình độ của nhân sự Việt Nam của mình. Thực sự là như vậy. Vâng. Bởi vì sao anh lại nói như thế? Bởi vì thực sự chính anh là công ty tuyển dụng, anh tuyển dụng về đối ngoại, sẵn sàng mức lương để các bạn có thể tự trả. Mình không can thiệp đến mức lương, các bạn muốn bao nhiêu mình có thể sẵn sàng trả bấy nhiêu được. Nhưng mà anh phỏng vấn tổng cộng là trên 10 CV mà không được bất kỳ một ai cả. Đó, cái thiếu đầu tiên anh thấy nó chưa phải là năng lực liên quan tiếng Nhật, mà nó là cái thái độ khi mà các bạn bước vào phỏng vấn. Nó là một cái điều rất là quan trọng mà phần lớn mọi người không biết. Và ngay cả khi mà anh tuyển bộ phận liên quan đến việc là tuyển về giáo viên, đó để mà training thôi, nó là free. Anh nhận được đâu đó khoảng tầm là 700 cái email. Nhưng mà cái email để mà viết đúng cái chuẩn liên quan việc là mình mong muốn có một cái cơ hội nào đó thì nó lại không có, nó chỉ là một số gạch đầu dòng em tên là rất mong được nhận được đó, thì nó lại không đủ, cảm giác không truyền đạt một cái nhiệt huyết là mình sẵn sàng mình muốn làm và như nào mình muốn làm, đúng không ạ? Thế nên là cái tư duy của anh thấy rằng là mình chưa phải nói đến việc là năng lực nó như nào, và ngay từ những bước đầu tiên như là viết CV đi, kỹ năng đi phỏng vấn đi, làm sao để PR được bản thân mình, và cái thái độ của chúng ta ra sao, mình cũng đang bị thiếu rất là nhiều. Thì cái đó là cái mà Minato cũng đang cố gắng để sau này trong một cái khóa học liên quan đến Minato tiếng Nhật giao tiếp chuyên ngành thì mình sẽ phải dạy cho các bạn tất cả những cái đấy, với cái mục đích cuối cùng của cái khóa học đấy là làm sao các bạn ra các bạn có thể dễ dàng xin được việc. Đó cũng rất là hay, bởi vì em thì cũng rất là yêu thích về cái việc là nâng cao giá trị con người, đúng không? Một ngày nào đó nếu mà các bạn thấy rằng là bạn biết mà có đi cùng Minato thì đó là không phải chuyện lạ nha, bởi vì hai trái tim đang gặp gỡ nhau và cái điểm đó là mong muốn nâng cao được cái giá trị cho con người chúng ta, đúng không? Ok. Em thì vẫn chia sẻ một chút, tức là có thể nhân sự các bạn biết tiếng Nhật cũng rất là nhiều, nhưng mà cái kỹ năng phỏng vấn có hai điểm em biết là kỹ năng phỏng vấn và kỹ năng business mà của mọi người. Khi mà mọi người mà thực sự là tốt và pro được hai cái mảng đó thì cái cơ hội của mọi người thực sự rất là rộng mở. Chính xác, chuẩn luôn đó. Không hiểu nó không phải cơ bản em bình thường nhá, là một người sinh viên đại học của Nhật đi ra ngoài vào một công ty của Nhật, người ta lại phải mất đâu đó thời gian là một tuần để đào tạo về kỹ năng business. Em biết tại sao, bởi vì nó phải là một cái chuẩn chung rồi. Người Nhật người ta còn học cái chuẩn chung đó, tại sao mình lại không học? Đó là lý do tại sao mà anh học cái trong cái trường là liên quan đến quan hệ kinh tế quốc tế ở Nhật Bản, người ta lại dạy anh cái điều đó là điều đầu tiên. Anh thấy nó rất là dễ, nó không hề khó. Em nghĩ là về cái việc là đưa danh thiếp thì mình phải đưa theo chiều như nào và đưa ra sao, nói cái gì, người ta chỉ dạy cho mình toàn bộ mà. Đó thì cái đấy anh cũng đã tổng hợp tạo thành một cái khóa rồi. Và bây giờ chỉ có là bạn nào mong muốn nhận được thì anh cũng sẽ tặng. Để cho các bạn có thể có được cái năng lực như thế. Nó hoàn toàn rất là đơn giản thôi, nó không khó. Thế các bạn nha, các bạn hoàn toàn yên tâm. Và những cái thứ đấy thì Sensei cũng đã có cả rồi và sẵn sàng chia sẻ cho tất cả các bạn, nhất là những cái bạn mà chúng ta đang là học viên của Minato và muốn chuẩn bị cho mình một cái tương lai thật tốt thì các bạn hãy cứ chuẩn bị đi nhá. Rồi có gì thì để Minato sẽ giúp đỡ. Còn bây giờ cái thời lượng chương trình thì nó cũng khá là dài rồi, nó đâu đó được khoảng tầm là 2 tiếng. Thì mình sẽ dành ra thời gian đâu đó khoảng tầm 10 phút cuối cùng để chia sẻ để có những câu hỏi của các bạn. Nếu như bạn nào cần hỏi gì thì chúng ta comment xuống để chúng ta sẽ trả lời câu hỏi của bạn một chút trước khi mà chúng ta kết thúc cái buổi livestream ngày hôm nay các bạn nhá. Là cũng là rất mong những câu hỏi hay là mọi người cũng có cảm giác trong quá trình là em với cả CJ Tiệp chia sẻ thì mới cảm thấy là mọi người có điều gì cần phải hỏi thêm hoặc những cái điều gì mà mọi người cảm thấy chưa hiểu lắm, chưa rõ lắm thì có thể là nó có comment lên trên bình luận để chia sẻ với mọi người. Có một cái bạn Hoa Mặt Trời có hỏi là kinh nghiệm về kế toán không có, liệu có cơ hội nào cho mình không CJ? Sẽ phải khẳng định đầu tiên là có, chắc chắn là có. Hoàn toàn. Hoàn toàn có. Và nói thật với mọi người nha, là kế toán các bạn đừng có học ở trong trường lớp. Bởi vì sao? Học trong trường lớp nó là những cái niên độ kế toán cũ. Đó, bởi vì kế toán nó luôn luôn có sự điều chỉnh về thuế, điều chỉnh về định khoản hay điều chỉnh về những cái mức lương bảo hiểm xã hội. Đó, nó luôn theo những nghị định mới. Thế khi mà các bạn học về kế toán ấy thì bởi vì anh chuyên ngành là kế toán. Thế nên anh biết chắc chắn một điều. Đó chính là các bạn nếu như mà chúng ta muốn học về kế toán thì chúng ta chỉ cần ra ngoài kia có những cái trung tâm tư nhân người ta dạy về kế toán rồi. Đó người ta cầm tay chỉ việc cho các bạn đó và người ta sẽ đào tạo cho các bạn chúng ta có đủ một cái nghề kế toán là được. Cái nền tảng cơ bản của việc nhưng mà có một cái kinh nghiệm cho các bạn nhá, các bạn học về kế toán thì các bạn sẽ cần phải học rộng ra một chút cả về liên quan đến hành chính nhân sự về việc là các bạn đừng có định nghĩa mình là một kế toán. Mình phải định nghĩa mình cao hơn một chút là mình là quản trị tài chính của doanh nghiệp. Thì trong quản trị tài chính đó thì ông giám đốc ông ấy biết là bây giờ tao định đầu tư cái này
thì mày thử phân tích vào cơ cấu của tao xem là tao định đầu tư thì bao giờ tao sẽ đạt được điểm hòa vốn. Rồi. Và cái giá chi phí cost của tao là cái giá gốc của tao là phải là bao nhiêu. Rồi. Đó, mình phải có được cái tư duy mindset như thế. Chính xác. Thì lúc đó cái giá trị của mình, nói thật là các bạn cần mức bao tiền bao nhiêu thì người ta cũng sẽ đều trả cho các bạn là bao nhiêu. Đó, tuy nhiên nếu mà các bạn sẽ chỉ có nói rằng là bây giờ em muốn làm cái kế toán, em chỉ ngồi em bàn sách giấy tờ thì nó là một cái gì đó hơi hạn hẹp lại. Các bạn nhớ nhá, nâng rộng ra. Và khi mà các bạn có năng lực tiếng Nhật và các bạn có thể làm được như thế rồi nữa. Vâng. Thì ôi rồi, tương lai gọi là cứ gọi là tiền đếm không hết, đúng không? Dạ vâng, em cũng chia sẻ một chút về cái mức thu nhập cũng như cái mức lương của công ty em biết thôi. Công ty này cũng là một cái công ty tư vấn rất là nổi tiếng tại Việt Nam, công ty vốn 100% của Nhật. Em cũng có cơ hội được làm việc với cả một chị, đó là chị quản lý. Chị quản lý cũng rất trẻ hơn em 2 tuổi thôi, sinh năm 1992. Chị này làm gọi là cũng như vậy, anh là quản trị tài chính của doanh nghiệp. Đấy. Cũng là một cái level kiểu manager cao hơn một tí. Cái mương của chị này hai chị em cũng rất là thân nhau. Em cũng hỏi cũng hỏi thực tế mà. Chị làm level VIP như thế, nghĩa là như thế thì mức lương khoảng chị khoảng bao đâu đó bao nhiêu, chị bảo là thực ra em cũng rất là ngưỡng mộ chị đấy, mà chị ấy là một người chưa từng đi Nhật. Chưa từng đi Nhật và đơn giản chỉ học tiếng Nhật tại một trung tâm nào đó và tự học tiếng Nhật. Đó, nghĩa là cái chuyên ngành thì vẫn là kế toán một chút thôi. Đó, chị đó mức lương đâu đó khoảng 2.000. 2.000 đô, tương đương bây giờ là 48 triệu đúng không? Dạ vâng, đó mức lương của chị em cũng thực sự là rất là ngưỡng mộ chị. Vâng. Nhưng mà nói thật với các bạn nha, nếu mà các bạn làm ở doanh nghiệp các bạn mới biết một cái điều khủng hoảng cực kỳ quan trọng là khi mà tôi đầu tư rồi tôi thất bại là tôi mất tiền tỷ. Rồi vâng. Tôi thà để cho một người quản trị tốt tài chính của doanh nghiệp mức lương đâu đó 50 triệu một tháng. Đúng rồi. Một tháng, một năm đâu đó thì tôi mất khoảng tầm là mấy trăm triệu thôi. Nhưng người ta quản trị được dòng tiền của mình, người ta nói cho mình biết được rằng mình có nên đầu tư hay là tỷ suất để có thể thành công nó là bao nhiêu. Thì nó còn ngược lại đang giúp cho mình đỡ mất về thời gian, đỡ mất về tiền bạc. Đúng rồi, và nó có nâng cao được cái giá trị của công ty nó lên. Đúng rồi, thì các bạn hay nhớ nhá, chúng ta học thì chúng ta phải học nâng cao như thế, chứ đừng có chỉ có một cái duy nhất là liên quan đến kế toán. Đúng rồi, các bạn phải luôn luôn thúc đẩy mình lên. Sách vở bây giờ có rất là nhiều trên mạng, có sách còn em thấy là theo cái xu hướng phát triển hiện đại bây giờ nhá, sách vở cũng rất là nhiều. Ngày xưa thì chỉ có sách, bây giờ tại bây giờ có nhiều video học, với tại bây giờ có rất nhiều khóa học online. Đúng rồi, em nghĩ là cái cơ hội mà mình để tiếp cận kiến thức của mình là cực kỳ lớn. Đúng rồi, đó trả lời câu hỏi của bạn Phạm Trâm là sensei có đào tạo về kế toán không ạ? Có nhá, ở Miyato thì có những khóa học liên quan đến về kế toán đó. Và các bạn yên tâm rằng đều là những người thực chiến. Người ta đang có cái mức lương cũng tối thiểu là 15 triệu trở lên thì người ta mới có thể đào tạo được tại Miyato. Ok, Nguyễn Hiền Trang, em đang làm tester được 6 tháng nhưng kỹ năng giao tiếp tiếng Nhật em không có. Em có nên nghỉ việc để tập trung cho việc giao tiếp hay không? Cái này nó cũng hơi nhạy cảm một chút. Thì theo không biết là biết thì nghĩ như nào, nhưng đối với bản thân anh thì câu hỏi đặt ra là nếu em nghỉ việc, cuộc sống của em nó có bị đảo lộn hay không? Chính xác, vâng, em nếu, cũng suy nghĩ là vậy. Vâng. Nếu như em nghỉ mà nó đảo lộn thì sẽ không khuyên là em nghỉ. Đó, nếu mà em nghĩ rằng nó đảo lộn thì em có thể thực hiện cái phương án là mình vừa tiếp tục công việc của mình và mình vừa trau dồi thêm cái năng lực tiếng Nhật của mình. Đúng rồi, Đó, thì đấy là cái phương án an toàn nhất. Em cũng nghĩ là suy nghĩ là như vậy. Cái này thì cũng thẳng thắn nói, có thể là mình đi làm thì mình cũng sẽ dựa vào cái việc là mình đi làm để mình tạo ra thu nhập của bản thân mình. Thì bạn Trang đó, thì mình nghĩ là cái điểm quan trọng đầu tiên là bạn đánh giá với cái khả năng tài chính của mình hiện tại. Bây giờ mình cũng thẳng thắn luôn là nhìn là việc là mình đi làm mình kiếm tiền, nếu mà bạn sẵn sàng bỏ ra khoảng 2 tháng hoặc đến 3 tháng khi mà mình không đi làm và mình không có thu nhập và mình chỉ tập trung học như vậy thôi, thì cái kinh tế của bạn, cũng như cái chi phí chi tiêu sinh hoạt hoặc bất cứ một chi phí nào đó bạn cảm thấy ổn, bạn là sẵn sàng là nghỉ 2 tháng thì hoàn toàn điều đó rất là welcome. Nghĩa là có thể là toàn tâm toàn ý để mình học được một cái gì đó. Nhưng nếu mà nó ảnh hưởng đến một chút của bạn như thế thì mình nghĩ là mình sẽ tư vấn cho bạn theo kiểu là mình sẽ sắp xếp lại thời gian thêm một chút. Có thể bạn vừa đi học vừa đi làm tester vẫn duy trì cuộc sống bình thường của mình, và khi thời gian rảnh ví dụ như là một ngày một tiếng thôi chẳng hạn, hoặc là cuối tuần mình cũng có thời gian, bởi em cũng hiểu là làm IT thì thường thường là có thể công việc sẽ linh động, nhưng về các bạn thứ bảy chủ nhật sẽ nghỉ. Đó thì cũng sẽ có thời gian vào thứ bảy chủ nhật thì bạn có thể là học thêm về cái kỹ năng giao tiếp của khóa học nào đó, hoặc là nghĩ là học thêm một phương pháp nào đó thì có thể rất hợp lý. Cái quan trọng nhất vẫn là bạn đánh giá, tự bạn đánh giá lại cái khả năng kinh tế của mình một chút. Rồi, ok. Vâng. Cảm ơn em rất là nhiều. Dạ vâng. Đó thì ở đây có bạn Ly Trang có hỏi rằng là em muốn học về IT nhưng tìm ở đâu cho uy tín. Tại em kiếm bữa giờ toàn thấy rất là nhiều bạn trẻ trên mạng, không biết có bị lừa hay không ạ. Toàn bảo đặt cọc tiền
sau doanh nghiệp trả cho xong làm cho doanh nghiệp một năm. Tức là về cái việc không biết biết thì nghĩ nào về cái trường hợp này? Vâng, em thì thực ra cũng chưa có chia sẻ với tất cả các bạn, là cũng chưa có đi sâu trong ngành IT không, nhưng mà cũng có một vài những công ty cũng như một vài doanh nghiệp là hứa là sẽ đào tạo trong vòng 6 tháng gì đó và cam kết làm việc trong vòng 1 năm sắp tới. Rồi. Thì với cả mức lương là thế này kia. Thì rất là em cũng chưa có kinh nghiệm va chạm vào những cái ngành đó, nhưng chỉ nhận được thông tin là như đó thôi. Thì cũng không biết là thực chất các công ty đó là như thế nào, thì em cũng phải đó chính là cái điều em chưa hiểu lắm. Vâng. Đối với bản thân anh thì nghĩ như này này, nếu như mà chúng ta lúc nào mình cũng sống trong sự đa nghi, thì nó lại mất đi cái cơ hội của sự phát triển bản thân. Đó, và nó cũng mất đi một cái gì đó của cái việc là bản thân mình nó không được học hỏi nhiều hơn. Bởi vì đa nghi giống Tào Tháo thì nó lại bỏ qua nhiều cơ hội. Mà cuộc sống mình lại không đa nghi, mình ngây thơ thì nó lại không đúng. Nhưng mà anh thì luôn nghĩ rằng giống như anh là một người đầu tư kinh doanh. Nếu như cái số tiền đó anh bỏ ra đầu tư, nó không ảnh hưởng gì đến cái kinh tế của mình, và mình có thể chấp nhận mất đi cái khoản tiền đấy, thì lúc đó anh sẽ xác định là mình bỏ tiền đầu tư. Nhưng nếu như mà khoản đầu tư đó nó quá lớn, nó khiến cho mình có thể bán nhà bán cửa, hoặc là nếu như mà mình nó khiến cho ảnh mình cuộc sống, ảnh hưởng đến cuộc sống của mình và khiến cho Minato có thể bị sập, thì lúc đó anh sẽ dừng lại và anh không đầu tư. Nó luôn luôn ở trong một cái phương án là an toàn. Thế câu hỏi của bạn Ly Trang nó cũng tương tự, nếu mà nói thật nhá, thì bây giờ Sen cũng không thể khuyên em rằng là học công ty nào, bởi vì ngay cả bản thân mình không có kinh nghiệm. Bây giờ tốt nhất là em đi hỏi những người mà có kinh nghiệm. Đó là những người mà đang làm trực tiếp về bên IT và làm cái công việc đó, thì em cứ vào trong group hội của những người IT. Đó mình hỏi thì là chính xác nhất. Còn trong trường hợp là mình không nhận được câu trả lời hay thế nào chăng nữa, thì mình lại tư duy lại là cái số tiền mình bỏ ra đặt cọc hay là cái số tiền để mình đóng học đó, nó có, nếu mà mình mất đi, mình sẵn sàng có thể chấp nhận mất. Và khi mà mình mất, mình vẫn có thể vui vẻ được. Thì mình vui vẻ. Còn nếu như cái khoản tiền đó liên quan đặt cọc nó quá lớn, nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống và cái tài chính của mình, thì lúc đó mình sẽ cancel nó lại. Và mình sẽ để thăm dò và suy nghĩ nhiều hơn. Đúng không? Em nghĩ đấy. Mà về cơ bản thì em nghĩ là trên các hội nhóm IT cũng rất là nhiều, quan trọng mình cứ đặt câu hỏi bản thân mình vẫn như điều mình thắc mắc một cách rất là chân thành, thì em nghĩ là mọi người cũng sẽ cảm nhận được sự chân thành đó, và mọi người cũng sẽ trả lời và tư vấn cho mình một cách tốt nhất thôi. Đúng rồi, chính xác. Vâng. Bạn Hoa Mặt Trời có nói câu rất là hay, mà anh cũng có một cái trường hợp như này. Bạn Hoa rằng là tuổi không còn trẻ nên em thấy con đường của mình hẹp hơn nhiều, sensei ạ. Tuy cố gắng nhưng con đường tương lai thì vẫn chưa thấy, sensei ạ. Em đã bỏ kế toán đến Nhật nhưng cũng chưa bao giờ hối hận về việc được học rất là nhiều. Tuy bây giờ muốn quay lại thì sẽ khó khăn vì doanh nghiệp, vì chưa có kinh nghiệm, cũng đã có tuổi rồi. Doanh nghiệp Việt thì hầu như cũng đều có ưu tiên kinh nghiệm đó. Thì cái này là cái mà Sen cũng chia sẻ mọi người như này. Ngày trước ở trong lớp N3 học offline của anh, thì có một bạn ấy sinh năm 82. Sinh năm 82, thì cái thời điểm đó anh mới chỉ có duy nhất là 5 năm về trước, thì anh mới có thể là 23 tuổi thôi. Đó. Thì 27 tuổi. Thì bạn ấy nói rằng là bạn ấy đã làm ở trong một công ty du lịch đâu đó cũng được khoảng tầm là 9 năm. Nhưng mà bạn ấy chấp nhận bỏ công ty du lịch. Tức là bạn sẽ làm lại từ đầu nhá. Bỏ công ty du lịch bởi bạn đã là một vị trí rất cao rồi, và bạn ấy làm lại từ đầu. Thì bạn ấy đi học tiếng Nhật. Và bạn ấy có nói với anh như thế này là thầy có dạy tiếp lên N2 hay không? Nếu mà có thì sẽ học tiếp. Thế bảo là xin có, nhưng lý do tại sao? Thì bạn nói là em bây giờ lớn tuổi rồi, em không thể ra ngoài để cạnh tranh công việc với những bạn bằng tuổi em. Với những bạn trẻ nữa. Bởi vì rõ ràng là giới trẻ bây giờ nó tốt hơn. Mà năng lực của mình cũng chỉ bằng nó. Người ta chọn luôn giới trẻ chứ chọn gì một người mà đã có gia đình. Rất là nhiều vấn đề xảy ra. Nhưng bạn nói một câu rất hay là em bây giờ phải khẳng định được năng lực của mình, giá trị nó cao hơn. Đó. Thì khi đó người ta sẽ lựa chọn những người có tuổi, người ta sẽ có sự chín chắn. Và người ta có cái cách nhìn chín chắn giống như vị trí quản lý. Đó. Thế bạn cố gắng để học cao hơn. Bây giờ thì công việc của bạn nó quá là ổn định. Thế nên là câu trả lời cho những cái bạn mà nói rằng mình già, thì bạn đừng bao giờ lấy già ra nó là một cái gì đó gọi là đáng thương. Xã hội này không bao giờ thương cho bạn cả. Anh có định nghĩa xã hội nó không có thương. Thì mình luôn phải nghĩ đây nó là cái cơ hội của mình để mình phải học nó cao hơn. Giống như anh nói là càng lên trên cao thì cái giá trị của con người nó càng cao và cái sự cạnh tranh nó càng thấp. Đừng bao giờ đưa bản thân mình nói rằng bây giờ em chỉ biết kế toán mà em đi cạnh tranh với những em vừa mới ra trường. Em không thể cạnh tranh được, bây giờ em già rồi. Đó, nhưng mà em mà muốn có một công việc ổn định thì bắt buộc mình phải nâng cao năng lực của mình lên. Nâng cao giá trị nó lên. Học nhiều vào giống như anh vừa nói ấy, đừng có chỉ liên quan đến việc duy nhất là về kế toán. Phải quản trị tài chính doanh nghiệp. Mình phải đọc thật nhiều sách vào, mình phải học nó nhiều vào, tham gia nhiều khóa học về quản trị tài chính. Đó. Và khi mà mình nói trước chuyện một ông giám đốc
đốt bây giờ tôi là kế toán, tôi phải cần một cái người nào đó đủ tuổi để không lông bông nữa, chứ còn những đứa trẻ nó làm kế toán doanh nghiệp mình rồi. Nó vào nó định khoản sai phát thì mình biết làm sao rồi. Nhưng kế toán lại cần những người mà có tuổi, đó là, ở đó là những độ tuổi của sự cẩn thận đó, mà em lại đang có lợi thế về nó thì mình không thể nói là bất lợi được. Mình chỉ trách là cái năng lực của mình nó chưa có thôi. Đó, chứ còn khi mà em đã có rồi thì kiểu gì em cũng sẽ tìm được công việc nha. Ok. Dạ, em cũng đồng quan với cả suy nghĩ của anh là như vậy. Vâng, cũng rất là đúng đó. Dạ vâng. Hay. Ly Trang mất tiền cũng được nhưng muốn kiếm nơi đầu tư có hiệu quả trên xe ạ. Em cảm ơn bạn về trên xe. Đó thì nói chung là mình sẽ phải tìm hiểu nhiều thôi. Giống như là khi mà chúng ta đăng ký học tiếng Nhật chẳng hạn thì mình cũng sẽ phải tìm hiểu về trung tâm đó nó có khớp với mình hay không. Cái tư tưởng của người đứng đầu như thế nào và cái giá trị truyền tải ra làm sao. Thì cái này là cái mà tự bản thân mình cũng sẽ phải đưa đánh giá. Dạ vâng. Hay. Còn bạn Phạm Khánh có tấm bằng tiếng Nhật về Việt Nam là bước ra khỏi vùng an toàn, không chỉ học tiếng Nhật mà còn học thêm được nhiều thứ khác đúng không? Xin chia sẻ. Đúng rồi, chính xác. Cũng như vậy. Nhờ. Vâng. Em nói đi. Vâng, cũng là em thấy là chia sẻ cũng bản thân em cũng đơn giản, chỉ là học mình học xong cao đẳng thôi, cũng không có gì là học quá là cao siêu cả. Mà học em biết là cái giá trị của mình mà học được 3 năm tại bên Nhật. Nên là kể đi các bạn đi làm hay các bạn đi học du học nó là thứ nhất là tiếng, chắc chắn là tiếng là bước qua được cái vùng an toàn của bản thân mình, cũng chính như bạn vừa nói. Thêm đó nữa là mình học được cái cách làm việc cũng như cái cách tư duy của người Nhật ở bên đó. Và mình thực sự là bản thân mình khi mà học xong rồi đấy thì em cũng chia sẻ một câu chuyện là có một khi mà em về thì có một anh này hiện tại thì đang làm môi giới tư vấn chứng khoán cho một tập đoàn của Hàn Quốc. Rồi. Đó thì anh cũng hỏi em là khi về nước thì em thấy cảm thấy học được cái gì là nhiều nhất. Thì lúc đấy em sẽ câu trả lời của em không phải là em học được nhiều nhất là tiếng Nhật mà em là học được cách tư duy. Rồi. Của người Nhật và tư duy của bên Nhật khác với cả Việt Nam. Em nghĩ cái đó chính là cái giá trị sâu sắc nhất của đúng các rồi. Bạn là 3 năm đi qua có thể các bạn kiếm được tiền hoặc các bạn có thể kiếm được sức khỏe và thấy mình rất là khỏe hơn đúng rồi. Các bạn cảm ơn tiếng rồi. Thêm một cái đó nữa thì em nghĩ là cái lớp cao nhất trên đó chính là cái kinh nghiệm 3 năm làm việc tại bên Nhật của các bạn. Cái giá trị đó thì em nghĩ là các bạn phát huy theo một hướng tốt thì nó cực kỳ là tuyệt vời. Đúng rồi. Có một cái mà các bạn đi Nhật các bạn không thể hình dung được cái giá trị của mình. Đó là cái tinh thần Nhật. Anh làm doanh nghiệp anh biết là những bạn nào mà vừa mới về Nhật nhìn tác phong, cử chỉ, thái độ làm việc nó khác hoàn toàn so với những bạn mà chúng ta chưa được đi Nhật nhé. Dạ, đúng rồi. Nó là có cái sự khác biệt rất lớn. Chính đấy là cái mà anh có thể cam kết với em được. Vâng. Đó, tuy nhiên nhưng mà cũng có một cái điều nó khuyến khích các bạn sự mê với các bạn rằng là mình đừng để mất đi cái chất đó. Đúng rồi. Vâng. Đừng để cái môi trường Việt Nam nó làm cho mình thay đổi hóa nó tạo thành mình là người Việt Nam. Đúng rồi. Vâng. Bởi Nhật lúc nào mình cũng chỉnh chu đến trước đâu đó khoảng tầm 15 phút để làm việc. Đó và chuẩn bị cho công việc. Vâng. Nhưng mà vào trong môi trường Việt Nam thấy mấy bà cứ 8 giờ đến ngồi gặm miếng xôi đến 8 rưỡi xong rồi bắt đầu ngồi làm việc. Vâng. Mình bị thay đổi hóa. Đúng rồi. Thì vâng. cái đó là cái mà thực sự rất là đáng tiếc các bạn. Đừng để luôn. Nó như vậy. Vâng. Nó đang làm tha hóa con người của mình. Thì cách tốt nhất nếu mà mình không thể mà tồn tại được cái doanh nghiệp đấy thì mình nên thay đổi môi trường đi. Đúng rồi. Mình đi tới một cái môi trường nào đó nó đúng với lại cái chuẩn con người mình, chứ đừng bao giờ vì cái môi trường nó thay đổi mình các bạn nhá. Đó là một trong những cái mà các bạn phải hiểu. Và khi mà các bạn nói rằng các bạn vừa đi Nhật về thì người ta sẽ luôn có một cái sự ưu tiên ngầm nào đó dành cho các bạn bởi ở đó có tinh thần làm việc của Nhật. Đúng không? Cũng là em chia sẻ một cái rất là nhỏ thôi. Cái điểm mà các doanh nghiệp Nhật cũng như là một số công ty của là công ty Việt Nam nhưng mà liên quan đến làm việc với cả thị trường Nhật Bản hay là liên quan đến tiếng Nhật thì có một cái điểm rất là nhỏ trong cái hồ sơ ứng tuyển, em xin lỗi không phải hồ sơ ứng tuyển mà là trong cái điểm mà yêu cầu ứng viên, mô tả ứng viên là ưu tiên ứng viên đã từng đi Nhật hoặc làm việc tại Nhật. Rồi. Một cái điểm nhỏ nhưng mọi người cũng cái điểm đó là một cái điểm tuy là nó nhỏ thôi nhưng đối với cả trong mắt nhà tuyển dụng. Nên là em cũng chia sẻ làm công việc tuyển dụng cũng tương đối là nhiều nhưng một cái điểm đó là một điểm rất là lợi thế rồi. Cho các bạn, thực sự luôn. Vâng. Ok, rất là hay. Giờ và có lẽ là câu hỏi mọi người cũng đã kết thúc và ngày hôm nay thì các bạn sẽ nhận được rất là nhiều những giá trị ở trong cái buổi chia sẻ live stream ngày hôm nay. Và cái mục đích của Sensei là một trong những người liên quan đến việc là đào tạo tiếng Nhật thì nó cũng không liên quan đến việc là các bạn tương lai sau này nó như thế nào về cái việc là công việc ra sao. Nhưng thực ra thì đấy là cái điều mà Sensei thực sự rất là đau đau trong lòng. Chia sẻ thật với lại biết là ngày xưa thì mục đích của anh thành lập ra Minato. Bước đầu tiên mục tiêu của anh làm sao các bạn có thể đỗ được GVT. Thì sau đó anh đã đạt được là rất là nhiều bạn đỗ. Và sau đó anh muốn là nhìn thấy nhiều bạn đỗ được mang tên. Thì về sau Minato đã đạt được cái mục tiêu đó. Nhưng mà không bao giờ anh dừng lại một cái mà đến bây giờ cái khát khao lớn nhất của anh đó chính là
làm sao để các bạn học tiếng Nhật ra và các bạn về Việt Nam các bạn sẽ có một cái công việc nào đó ổn định. Dạ, vâng. Thì đấy là cái mà anh thực sự rất là mong muốn và đây là cái mục tiêu tiếp theo. Dạ, vâng. Của Minato. Vâng. Những cái mục tiêu tiếp theo đó cũng là kiểu mình cái sứ mệnh của mình rất là mình nâng cao được cái giá trị của Việt Nam mình. Chính xác. Đó đó. Thế thì đó là những cái mà anh thực sự rất là thấm thía về cái con người của mình. Giống như là anh với em đều đồng cảm là mình muốn cái giá trị con người Việt Nam. Vâng. Nó đi lên. Chứ nói thật với em rằng là nếu mà nói về xuất khẩu lao động, mình nó giống như là một cái chợ ấy, chợ người để người ta sang, người ta tuyển rồi người ta về làm việc cho người ta. Cái đấy là cái mà cái tinh thần dân tộc. Mặc dù mình nghèo thì mình đúng là mình sang, mình bán sức lao động để lấy tiền, nó là một cái điều hoàn toàn đúng. Nhưng mà cái thứ mình học được gì khi mà mình đi Nhật, về Việt Nam chẳng nhẽ mình lại có mỗi đồng tiền. Sau đó mình lại phải qua lại Nhật hoặc là mình lại ở một cái công việc nào đó liên quan tay chân thì đó là cái điều không ai mong muốn. Đúng không? Mình đi Nhật mình phải được gì các bạn nhá? Ngoài tiền ra các bạn phải hiểu là mình được gì đã. Chứ nếu mà các bạn nói rằng là về Việt Nam mà mình được có mỗi tiền thôi thì anh nghĩ rằng là cái thời gian đó các bạn nó bị khá là lãng phí. Đó thì rất là mong muốn các bạn hãy luôn luôn là chúng ta hãy có một cái tư duy nào đó nó rộng hơn, tích cực hơn. Giống như bạn biết ở đây các bạn thấy rằng là Sensei cũng vậy, có rất là nhiều khó khăn và cũng đã trải qua một cái thời kỳ cũng rất là mệt mỏi. Nhưng chính những cái khoảnh khắc đó khi mà bây giờ mình ngồi nhìn lại mình lại cảm thấy biết ơn mình ngày xưa, đúng không? đó là cái lý do tạo ra được con người biết như ngày hôm nay. Và đó là lý do tại sao Sensei cũng ngồi ở đây, đúng không? Và tất nhiên rồi, có những cái buổi chia sẻ khác nữa thì nếu mà các bạn có cần thì Minato cũng sẽ tiếp tục để mời những khách mời là những người thành công và cái tư duy của họ. Bởi vì Sensei biết rất là nhiều những người là thực tập sinh khi mà về Việt Nam các bạn ấy rất là thành công, có những người là chủ doanh nghiệp, có những người giống như biết ở đây đó, và có những người mà các bạn ấy hoàn toàn có được những công việc thực sự rất là tốt. Và ở đó thì các bạn sẽ thấy rằng là à, đây tương lai của mình đấy rồi, cái thứ mà mình học được mình sẽ nhận được cái này, chứ không phải giống như là một số đứa nó nói là mày cứ học cho lắm vào rồi, Việt Nam có xin được việc đâu. Thì tuyệt đối là đừng có nghe những lời như thế các bạn nhá. Được chưa nhỉ? Ok. Rồi và cảm ơn tất cả các bạn đã dành ra thời gian để đón xem buổi live stream ngày hôm nay. Và cảm ơn biết ngày hôm nay là ngày cuối tuần. Cảm ơn anh nhưng mà đã dành ra thời gian để chia sẻ cùng các bạn học viên của Minato. Hôm nay thì cũng là rất là cảm ơn Sensei Tiểu cũng như toàn bộ bộ ekip hôm nay đã thực hiện live stream này, cũng như cũng cảm ơn tất cả mọi người, cũng cảm ơn tất cả các bạn và đã theo dõi buổi live stream này. Cũng là cũng một thời gian khoảng 2 tiếng nhưng mà hy vọng 2 tiếng này cũng là một thời gian rất là quý báu dành cho tất cả mọi người, và thực sự là khoảng thời gian rất ý nghĩa đối với bản thân em. Và cũng là bản thân em cũng học được rất nhiều thứ từ Sensei Tiểu cũng như là tất cả cũng mọi người, và hy vọng là tất cả mọi người mình cùng nhau cố gắng và mình kiên trì nỗ lực thì chắc chắn mình sẽ gặt hái được một cái thành quả cho bản thân mình. Em thì luôn tin tưởng điều đó. Rất cảm ơn mọi người. Ok. Dạ, bye bye. Xin chào tất cả các bạn nha.